mình trốn bơm nguyên tử. Hồi xưa Thụ tính tới độ đó đó, cái rãnh này nè. Tại lúc năm 2015-16 Thụ cứ tưởng tượng cái trái đất này sẽ thành bình địa giống như bơm nguyên tử rồi dữ lắm. Thụ tính là từ đồi này qua đồi kia, nhưng mình làm đường hầm dưới, ở trên mình cũng xây nhà phải không? Ở dưới mình trốn được bơm nguyên tử á, tại cái chất phóng xạ của nó bắn ngang không à. Còn mình nấp ở dưới mình sẽ an toàn quá. Rồi chưa tính làm cái này. Chuẩn bị cho dân chưa canh hoa thì không phải thừa sắm không rồi. Cái hộ Phật tử nó dùng này dữ lắm, à anh chung á. Cái gì cũng nghĩ Phật tử. Đám đệ tử đi không nổi, lên đây mà đi không được thì sao về trời nữa. Bác ngồi đi bác. Con ngồi đi. Rồi có cái đỉnh núi thứ nhất à. Bác ngồi đi. Bác ngồi, con quay. Bác ngồi đi, rồi bác che cái khăn rồi. Hết rơm nằm chảnh nha, sau lưng mấy cục đá đó nghe. Đi sao quá, đi sao lại. Con lớn nhựa ở bên đó không có nhà ở lòng con rồi mà sao cục đá đó đó con đứa con gái phải đứng cạnh đó sau lưng sư phụ là thung lũng silicon đó của thành sáu người mắc cỡ từ ái không lên được kìa, đó là giỏi ngã đó. Mình yếu thì mình cứ nói mình yếu đâu sao. Dù chơi như bất ngư vậy không? Cần tha lực mới đưa lên đỉnh núi này cũng như thiên đàng đi. Tha lực là chiếc xe của ông Chính phải không? Lên thì cứ lên bảy rồi nè, chị Lan rồi nè. Ăn vậy còn được về thiên đàng. Còn mấy người kia đi không nổi mà còn bà đã mắc cỡ. Sư phụ cười sư phụ. Con ra ngoài thì bộ bấm cái bluetooth này cho nó ra tiếng nè. Hai ngày thứ bảy ngày 21 tháng 5 năm 2023 mấy thầy trò hội thiên bữa nay có khóa tu tập lên đỉnh núi Thiên Long Sơn. Đỉnh này là 2.500 feet, cách sea level là mặt tính đo từ mặt biển. Còn cái đỉnh bên kia là gần 2.800 feet, nhưng mà mấy đệ tử đi không tới. Còn đỉnh trên kia khoảng 3.000 feet, chắc mấy đệ tử đi cũng chưa tới. Ở Thiên Long Sơn có ba cây thiên tâm. Ngay đây là một cây, không quay nào. Là cây này là thấp nhất.
mà đi mà cũng còn nhóm đệ tử đi không nổi, dọc đường phải xe xuống rước. Rồi có ở đây người giỏi nhất là Bác Ngư, mấy tuổi lên tới đỉnh núi quay Bác Ngư. Vậy kìa, chỗ tiếng cầm hiểu mà lên nữa. Đó, vỗ tay. Không? Đó. Rồi kế bên là Thiên Thị Lan, lên tới đỉnh núi cái chân cực hiệu cũng lên luôn. Hay quá, là nhờ tha lực. Ai lên được đỉnh núi này được về thiên đàng. Bảo đảm các con là được về thiên đàng hết rồi. Bác Ngư cũng được về đó, nhưng mà phải nhờ tha lực là xe four wheel drive thôi. Còn mình là đi từ cái bàn chân của mình, phải không? Thấy cái này vậy dễ mà không phải dễ đâu nghe. Đi đông gì đó mình đi nổi, mà đi lẻ tẻ một mình đó, đi không nổi á. Là khi mình đọc kinh nó cũng vậy, nó có cái cộng lực. Cộng lực tức là người này kéo người kia, cái về đi đọc kinh tu tập. Này cũng như một cái buổi khóa tu ăn picnic trên đỉnh đồi của Thiên Long Sơn. Ở bên ai có đệ tử bên Úc mà cũng lượt lên Thiên Long Sơn, nó quay đệ tử bên Úc Sydney mà cũng được lên núi luôn. Trời, ở bên Sydney có đỉnh núi không? Có hả? Mà sao bữa nay lại đi? Rồi sư phụ đi chết thì có đi theo không? Sư phụ đâu có chết đâu, sư phụ là người gì con biết rồi. Sư phụ đi chết là làm chuyện khác nữa đó. Sư phụ đi đâu thì con đi theo đó. Nhưng mà sư phụ đâu có bỏ mà đệ tử với Trần làm gì, phải lùa về hết kia này mới được. Trời, Sydney mà cứ lên tới nút này cũng hay, để vỗ tay Sydney một cái. Mấy tướng yếu yếu vậy mà lên tới đỉnh Thiên Long Sơn. Ở đây có nhiều người gần 5-10 năm nay, có thể lên tới điện mẫu thôi á là dữ rồi. Điện cha nhiều người đi còn không được nữa. Còn cái này là đỉnh của Thiên Long Sơn là gọi là chuyện là hy hữu á nghe. Ở chỗ điện mẫu là khoảng 1.000 feet, điện cha khoảng 1.300-1.400 feet, tới đây là 2.000 mấy feet. Mà khi mình lên dốc á, một cái sức nặng như một chai nước thôi, nó cũng là một cái kéo xuống mệt lắm á. Một cái quay nhỏ nhỏ thôi mà đi đường dài á, nó cũng thành ra là nặng đó. Nó không phải là cái chai nước mà đi đường thẳng đâu. Mà bữa nay đại tử nào mang nhiều nước lên ba lô vậy? Người đó là đúng là lính Navy SEAL. Ô, vừa vỗ tay mai nha. Trời ơi, mang 4-5 chai nước. Hay quá. Bữa hổm kia rồi, đứa nào đi mà dục nước, dục luôn cái hộp mà hộp bánh á, mà bữa nghe thử nè, có nửa phao thôi mà bưng không nổi. Đứa nào vậy? Hộp gần có áo gào quay, có hộp mức gần có nửa phao thôi mà bưng lên không nổi, dục dọc đường. Vỗ tay luôn. Nếu làm vậy tại đi dọc đường á, nó nặng lắm, cái gì mình muốn bỏ hết trơn á. Cái bữa cái mất cười lắm, lên đây uống cái mất gần đó con dục dọc đường rồi bưng không nổi luôn. Mai bưng ba chai nước. Lâu lâu á mình hết ngồi thiền đọc kinh, đó là hội thiền chúng ta mỗi ngày. Sư phụ nói là mình làm ba người cười, bữa nay làm bữa nhóm này như người ta nó 50 người á, hơn á. 50 á. Này cả hơn 50 người. Dạ hơn á, 60 chúng ta dư vốn dư lời bữa nay rồi. Nhưng mà hả này không có tính bù cho mấy ngày kế nghe. Ngày kế là phải làm ba người cười tiếp. Bữa nay làm 50 người ai cũng cười chứ. Bữa nay mặc áo đồng phục nữa ha. Đãi thông đứa nào không thấy cho thuộc cãi cho dòng. Ôi mà giờ nóng quá mặc vô chịu không nổi đâu. Bởi vì sư phụ biết 8 giờ sáng thì nhiều lúc mình dậy ông nổi, mà đi lên 10 giờ thì nó hơi nắng. Sư phụ tính là 9 giờ là đúng nhất. Ở đây mình có nhà vệ sinh ngàn sao trên mấy cục đá đó. Nhưng mà nhà vệ sinh này cần phải có security canh, một đứa con gái phải đứng canh sao đứng cục đá nha mấy con. Rồi con đàn ông thì cũng sao cục đá đó khỏi nóng quá.
nhiều đó, sư phụ, sư phụ extra lá cái đó không nhiều đâu. Nóng quá, thôi sư phụ mặc gì được rồi. Ở nhà sư phụ thủ đồ hai kinh của sư phụ, mấy cái này nó không có thấm nước. Đồ này đồ lít gòn mà. Ngày hôm qua mình làm cái clip thấy vui, sư phụ nghe lại, ủa sao mình đặt cái tên Hoàng Sa bây giờ là thành tên Nguyễn Phú Trọng vậy ta? Là cái mình đặt Trường Sa là tên Nguyễn Tấn Dũng, vậy từ nay họ Thiên mình kêu Hoàng Sa là Nguyễn Phú Trọng nha, rồi mình kêu Trường Sa là Nguyễn Tấn Dũng nha, chỗ ta. Tại hai ông sẽ lấy lại hai cái đảo là hai ông nhậu chung liền à. Trái tắc từ nãy nó nào thì xin về trái tắc yếm là xin về trái tắc đi rồi yếm đi đây là đi ở bên này cũng mặn lắm mà lên tới đây á cái đồ gì mà lên tới đỉnh núi này cũng đều quý hết trơn á con nè rồi chia ra đi cái gì mà lên tới đây là đều quý yếm quý hay làm gì làm á, đừng có đi ra tới ngoài đó nha, tại cỏ mấy con không thấy á, đất nó chưa chùi á, thẳng á, vòng vòng đây được. Xong rồi đi xuống vòng. Ê hả, con thằng Thái đi qua ngoài nguy hiểm quá. Con đừng có ham quay chỗ đó, mà phụ lo, không nói chuyện có được. Mình làm gì trong phạm vi an toàn thôi. Bảy, bảy. Đây bộ vừa nói chuyện mà vừa phải kiểm soát từng đứa rồi không có để cái chuyện gì mà đáng tiếc xảy ra bất không? Có hai bài cảm nạn. Bữa nay á, bữa nay sư phụ vỗ tay cái là không có ai sneeze, tức là mình không có bị allergy, hay quá. Cali mùa này mà không có, nãy giờ không có nghe đứa nào sneeze hết trơn á, là chúng ta thành công nhiều thứ quá. Buổi khóa tu bữa nay công nhận giỏi thiệt, mỗi đứa phải về xuống 5 phao vỗ tay cả luôn. Bụng quá sao bộ bữa giờ bự rồi, bây giờ đi cái này về là xuống một inch á là mặc quần phải size nhỏ lại. Tôi mùa hụ mặc quần 34, bữa nay chắc phải mặc 33 quá. Quần jean. Bữa nay đã thành công nhiều thứ quá. Hồi đó mệt mấy đâu? Không, nói ai cũng nghĩ mệt rồi, bây giờ chụp với sư phụ cắm chỗ này cho đẹp nè. Từ từ đi. Ok, đứa nào muốn chụp thì căng ngang đây nè, đứng nhìn đồng đây chụp cái để hồi trưa á. Lên group ngồi đây chụp nè. Ngồi dài dài đó nè, ngồi đây ngồi trước là đi thụ trên cao và lo gì. Everybody, mấy người lớn tuổi thì đừng có đứng ở trước nha, đừng có đứng ở sau nguy hiểm lắm. Rồi, rồi, ngồi xuống. Đây, cảm ơn em rồi. Rồi, lấy cái ghế đó thì chỗ khác, đứng ở trên kia chụp xuống là dính chắc nha. Tại vì nó có dốc á. Đây, 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 em kêu. Em vô rồi. Chụp này vô hết đi. Cái ghế cầm đi. Xin xót hả? Cứ để qua mình thôi, cứ để ngừng. Anh máy vô luôn nè, chụp. Máy có gì cấm hoàng, chụp đẹp lắm kìa. Chào đâu máy ai, đưa đây cho em. Anh máy đâu, đưa em đem chụp cho. Nè, nè, nè. Chị máy. Mấy người đứng cao, đứng lên. Chị cấm hoàng rác luôn. Chị chụp đi nè, anh vô luôn nè. Anh chụp anh phải nói 1, 2, 3 nha. Rồi chưa? Chuẩn bị nha. Chị Hoàng. Rồi, 1, 2, 3. Cái nữa. Chị Hoàng. Đi, đưa cho chụp đi. Vô đi, em chụp cho. No, 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 no. Cái máy của em rồi. Máy của em đưa cho chị á. Chụp không hút được. Chị ngồi xuống.
Đây cười vui đẹp quá. 1 2 3 one more, 1 2 3 vậy mới cười. Rồi thôi, okay. No, it's okay. Không sao. Next time. Thôi được rồi. Dạ, quay lại chụp hình. Xin lỗi sư phụ. Ai ngồi sao cao lên. À, đứng xuống nữa. Trời ơi. Lại đó, chạy lên lại thôi, chạy lên. Chính không có cái máy đó, ông quơ chuyện vòng rồi xong. Tôi có coi lại thôi thường ăn giờ đây. Để trên bàn này coi. Dạ. Ở đây xưa mình có 3-4 cái bàn, không biết ai chôm chỉ hết rồi. Đây, gió nó bay. Hồi xưa mỗi tuần á là có một nhóm thù dẫn lên đây ăn uống picnic. Thù có một cái comfortable mà toilet nữa. Dạ. Mình không có sử dụng, mình bỏ liều hết. Trời đẹp ta bữa nay lên trên đỉnh núi này. Hai chồng có chụp chú tụi tắm đơn chụp tụi. Được, con ăn đây. Cẩn thận thôi, mấy con lên đây đứa nào cũng phải phớt gệt nha. Không có lơ là được. Hai chồng có chụp tắm nha. Rồi. Nhìn đây, nhìn đây, rồi, rồi. Rồi. Đừng ngót chứ, dày của con đâu, phải là dày hai chín. Anh hai em mắc cỡ. Rồi, 1, 2, 3. Rồi. Rồi, xin gửi vô trong. Mọi người chắp tay. Rồi, chắp tay lên. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, đẹp quá. Sợ có bị nó cho nổi.
Mà đem áo đó theo quá dày luôn. Con mang áo đó hồi thấy nóng giùm con luôn á. Cô đi nhóm ở Hiệp Thanh bữa làm. Cái đó là cái đó sao sao lỗi là chuyện 2 tháng trước rồi. Còn mấy dân ở sáng giờ chờ quá trời luôn, chờ mỏi cổ luôn. À, đưa đưa con để bển. Con để bển ăn chung. Cô đang ăn cái này Hữu ít đổi món á. À, trên cho Hữu cái bánh giống cái thì nữa. Tại thường á lưỡi Hữu ngộ nó ăn gì ăn món màu à. Bây giờ ông chính ông dễ thương quá mà còn độc thân nè. Ơ đứa là tử nào quá, muốn về nấu cơm nhậu không thù gã luôn. Châu lợi bàn đà đó nghe con. Đù đù của Phật cha xưa vậy mà na la hán á. Không biết tu nhưng mà tâm tốt. Giữ giới là được về khỏi trời rồi. Ủa nhưng mà đệ tử của mình toàn là đẹp gái không? Đâu có ai xấu đâu mà gái ổng ta. À, thôi qua luôn đi. Đứa toàn là thức ngon ngon không? À. Có ngon món nón hả? Bộ có lần nữa không? Đệ tử ở Sydney á, qua đây ngồi con làm gì lẽ lo lành cho buồn á. Mình qua đây là con trời là phải hòa đồng nhau hết. Để rồi ăn tự nhiên đi. Con về á, là con sẽ có kỷ niệm đi thụ lên đỉnh núi trên Lâm Sơn. Mấy đệ tử ở Virginia hay Seattle khắp tiểu bang nước Mỹ nhiều lúc chưa có cơ hội này á. Chị này mình gọi là bữa nào mà đứa nào mà có sức á thù tuyển chọn ra cái nhóm này thì 10 đứa mà phải có thật sự có sức á, phải mang equipment là hoàng vô dụng cái chữ equipment chứ không phải là bình thường nha. Bộ nói đi hai kinh mấy con này đâu phải là hai kinh, phải gọi là equipment của hai kinh nó phải đi đúng. Thì phụ sẽ dẫn mấy con đi thêm 3 tiếng nữa. Mà những cái đường kia là đường suối với cây cỏ, nó bóng mát, nó đẹp lắm. Phụ đi rồi, đi xuống đây nè, cứ đi theo cái đường đó. Đi dài tới Freeman, nó lên tới đỉnh của Mission Peak. À, là cái chỗ đó con sẽ gặp rất là đông nhiều người bên đó. Tức là nó connect với nhau. Cái chỗ này cái connect. Cho nên là mình mà người ta đi qua đi lại hoài à. Bây giờ phụ đóng hàng rào đó, dân ở bên Mission Peak nó qua đây không được. Phụ đóng gần 4 năm rồi. Mà mốt một sự mở lại á, con có thể đi, người ta đi Uber từ, ta đi xe hơi qua Mission Peak, ta đi lên, ta đi qua mình. Cái ta đi Uber về đẳng, ta lấy xe của người ta. Hồi xưa là cái rau của họ đi như vậy. Còn có một số người đi ngược lại là họ đi từ núi mình. Có họ đi qua bản, họ đi Uber trở về núi mình. Đúng là hai cái núi này nó nói nhau. Có cái cây đồng á.
Nhưng mà cái đường này đẹp lắm. Cái đường này nó có suối, nó có cây á. À, ở dưới này nè. Nó phải như vậy nè, nó bị bá. Như vậy nó mặc cái quần này nó nhẹ, chứ còn mặc quần jean nó bó, đi ngồi cũng bất bất. Mà cái áo này á, mồ hôi á, là gió là khô liền à. Phải đúng đồ á, thu dẫn đi. Không đủ, không đi kịp đâu. Mình là mà mọi thứ, mục đích của mình là sức khỏe tốt, mình mới tu được. Còn mấy con mà ngồi thiền á, mà máu huyết, cái mấy cái kinh mạch á, nó bị bế tắc á, là mình khó thở á. Với cái hô hấp của mình mà không có đủ á, mình đọc kinh cũng đâu có ra hơi đâu con. Cho nên Sư Phụ dạy con những cái routine này để là những cái đời sau đó làm như làm phải giữ gìn sức khỏe. Cái này hồi xưa Sư Phụ có abandon sức khỏe. Cái mẹ với mấy chi vị á, mỗi ngày với mấy vị hộ pháp đang đứng đây nè, mỗi ngày mấy vị canh Sư Phụ phải chạy bộ 45 phút. Ở trong vô vi mà mấy vị mới bắt Sư Phụ mới về nhà chạy bộ. Nếu Sư Phụ đi đây Sư Phụ nói bữa nay tôi đi rồi. Còn nhũ mẫu á, nhũ mẫu trên trời Sư Phụ á là bắt Sư Phụ phải uống nước mỗi ngày mấy chai, rồi bắt Sư Phụ ăn xá lịch. Tại mấy vị nhìn vô cái thân thể Sư Phụ là mấy vị biết là thiếu chất gì. Hồi xưa cái Sư Phụ cứ lo rầu chuyện Việt Nam với lên trên mạng nói hoài á, là Sư Phụ đâu có màng tới mấy cái chuyện thể thao hay là giữ gìn sức khỏe đâu. Mấy vị nó không phải như vậy, làm gì không có sau này phân nửa phần còn lại làm không có được gì. Rồi còn bữa mấy vị mà thần của mình nó hồng đi trong núi á, kêu là ngày không chịu ăn đồ bổ để giữ gìn sức khỏe, làm chuyện lớn là trong lúc này rảnh là phải giữ gìn sức khỏe cho mạnh để mà mới làm được chuyện lớn. Mấy vị dạy hết á, chứ không phải là chỉ dạy về văn với võ hay là đạo với chính trị không đâu. Cho nên mỗi ngày Sư Phụ phải chạy 45 phút, không chạy là bị cầm len á. Lên sân được uống cà phê. Qua đây ngồi nè, mấy con đứng hả hồi? Dùm miệng, đứng dùm miệng Sư Phụ. Ông chụp hình gần 100 năm rồi đó, chuyên môn mà. Chai này của Nhật Phương, của Nhật Phương đi Hải Ngoại, mà cũng nhớ Sư Phụ mua cái này tặng Sư Phụ, mà cái này nó cũng rất. Hài quay không bất tức cười á, hai chồng vừa vô khách sạn bị ma cái nó quậy khoảng hồn. Sư Phụ ơi, nó theo con tới Hài Quay nói ra rồi thì ăn chồng con chút xíu. Trên này là có nón lá là ăn tiền à. Nón lá là về khỏi bị nám. Thật sự nám hay là da mặt xấu á, mấy con uống lấy cái lá Mirito của mình á, nó tươi á, mỗi ngày lên núi cắt chừng 3 lá về nấu uống, rồi cái ngày mai lên cắt 3 lá nấu xanh vậy nó thơm lắm, là hết nám. Rồi nó gan đồ á, nó chai gan á, nó lọc gan luôn, ngủ ngon nữa. Mình có sẵn ở núi mình là thuốc không á. Mấy con biết sử dụng là ở núi này là coi như là vừa là
nhà thương tự nhiên đó không, nhà thuốc tự nhiên luôn, có pharmacy Stanford luôn á. Sao là hết lá sư phụ? Lá mình có lá khô, ông ở dưới chùa sư phụ hồi xưa hái nhiều lắm, nó có nguyên ở dưới này nè, mình còn có một container đó. Được thêm vừa có pharmacy á, vừa có exercise đúng không, therapy đúng không, rồi vừa có điện mẫu là về mentally rồi lên thiên đàng nữa. Trời ơi, núi Thiên Long Sơn nhiều cái lợi quá. Mình chơi đỉnh núi này nữa, con tưởng mà một cái buổi mà họp mặt đông người vậy, ăn uống gì mà có đồ ăn nữa nè, không có đầy đủ ha, chỉ cái restroom bằng cục đá thôi. Ai đi ra sau lưng hồi nãy mà thì là cái núi mình là coi như là trời cho họ thiên mình, ban cho họ thiên mình cái đỉnh cái núi này 360 mẫu là rất là quý. Sau khi phụ rời khỏi thế gian, cái này tất cả họ thiên á gán gìn giữ, rồi cứ làm đúng những gì hôm nay chúng ta làm. Tại mình làm đây là mình để một cái phát, sau này tu cũng phải đi hai kinh để mà mình có cái dẫm chân lên chỗ này, để cho mấy vị thần ở trên này cũng vui, rồi cho mình có sức khỏe nữa, rồi tạo ra cái không khí nó gần gũi. Ai couple lên đây á, trận cả nào cũng thấy romantic, thấy không? Mai rồi với đó, lên thử nồi nhỉ, đang chậm nữa. Rồi mai lại hung chồng con cả con. Ồ, đại tử đó giờ không lên núi được, không lên đây. Trời, đưa Bác Ngư nói chuyện Bác Ngư lên được, nó đó dở quá. Hồi nãy phải biết có xe chính cho mày. Đừng nói xe kêu đi bộ lên. Bác Ngư nói là tôi loan tới đây rồi sao bà dở quá. Tới đỉnh núi luôn à. Chứ phụ kêu má lên tới đỉnh núi luôn mà má không đi, Bác Ngư lên tới đây rồi đó. Nghe không? Xe nó hùng quá không, thấy rồi đó, tướng lên má, đâu có xe nào đâu bắt người đi bộ lên á. Lên đây là ở tới chiều luôn nha, tại cái điển thanh á làm cho mình dễ chịu lắm, cái không khí nó có mấy gì trên đỉnh núi này đông lắm. Điển thanh mình chọn 9 giờ là đúng, đi trưa nó hơi nắng, nếu mà làm sao mình về dưới trước 12 giờ là mình ok. Lên đây mà uống cà phê là biết là không sao rồi, nó có ép tim mà là xuống dưới núi, đi xuống nó không có sao, còn đi lên nó không dám uống. Đang bị mất. Năm nay đó tất cả mấy đứa họ tiên giúp cho phụ cắt cái bông màu tím, nhưng mà phải để cho nó khô phải không, cái hộp của nó ra đen á thì mình cắt tới đó, mọi đứa cầm mây kéo cắt bỏ vào trong cái bịch cho phụ, rồi ông chín ông lên ông sẽ gãi. Hồi xưa mình có nguyên một cái giống như cái form vậy đó, mirror bristle, phải nó mọc liên vậy nè, nó mọc như là mình trồng lúa vậy đó, thì phụ đem chừng 10 mễ lên, nó thu hoạch chừng 3 ngày đó, chở xe truck về dưới. Còn mình đi cắt lẻ tẻ vòng vòng trên núi mà nó mệt lắm, mà nó cũng khó cắt nữa. Còn trên này nó nguyên lô phan luôn. Mà bây giờ 7 năm hạn hán nó không có mọc nữa, nó bị mất giống rồi, cỏ lên. Thì giờ mình phải gãi giống lại. Thì khi mình cắt cái bông đó là mình lấy cái hạt giống lên đây cái mình gãi lại, để cho những cái năm sau mình lấy, không phải là mình lấy mình xài, mình lấy mình cho người ở dưới núi.
Tại nó là thuốc. Con đi Costco con mua một hộp đi, nó không có hiệu lực gì hết. À, mà nó dở lắm. Còn cái này á, gọi là của mình á, là ok núi mình á, chị bệnh ma. Chị bệnh ma là dưới có hai ba người phải không? Bệnh thư ém phải không? Chị luôn bệnh thất tình nữa không? Thiếu ngủ nữa không? Đủ thứ hết. Còn mấy cái chuyện khác là mấy con hiểu là mình là mục đích tiên chỉ của sư phụ là đưa hết hội thiên về trời. Còn là đang lúc sống thế gian đó là phải happy, phải vui vẻ. Thì muốn có mọi người happy là mình phải cần cái thuốc này. Bây giờ có nhiều người bị gan á, người ta ngủ không được. Ngủ không được thì sư phụ đâu có trị bằng theo trượt đâu. Trượt thì dễ trị hơn là bệnh physical. Physical là cái thân bệnh thì mình phải cần cái thuốc đó. Còn mà ma mà làm mấy con khó ngủ thì có dễ trị lắm. Đuổi ngay nó đi rồi không? Nó con ngáy khò khò rồi. Đau nhất là nó bám rồi vô baby nó, lúc nó làm nặng trăm pound nó đè ở vai mình á. Đuổi cái là đi. Có đứa nó thương mẹ nó quá không chịu đi rồi. Thì cái đó nó là dễ trị hơn là cái bị gan. Thấy như vậy á, là nó có hai loại bệnh trong cơ thể mình. Gọi là thân nghiệp và định nghiệp. Định nghiệp là mấy cái nghiệp mà về vong linh hay trượt, là nghiệp tiền kiếp của mình. Còn thân nghiệp á, là vì mình không bảo vệ cái gan của mình, mình ăn đồ nóng khiến cái gan nó bị sơ. Hoặc là mấy người hút thuốc, phổi gan. Rồi, hay là mình mấy người mà hồi trẻ mà chưa có biết họ thiên á, còn uống rượu quá trời á, vô rồi đó không? Rồi mấy đứa đi lúc đồ vô á, là gan hư hết. Cho nên lên là làm họ thiên, lên Thiên Long Sơn là sư phụ chỉnh lại hết. Mọi thứ phải ngon lành lại hết. Thì mình mới về trời được. Chỉ cầu que đi làm sao dễ. Kêu đọc kinh không được như kiểu Hoắc Ngư theo mình giờ tuổi này. Kêu ngồi đọc kinh ngồi thiền không nổi, đâu có nổi. Nãy giờ ông đâu có thiền được đâu. Con thấy là thiếu không? Là một sự thiếu đó. Nhưng mà không sao, ông nhờ tha lực. Lên đỉnh núi này hôm nay ông cũng được tha lực, cũng đứng đây. Mốt về trời á, chắc thù cũng kiếm chiếc thuyền Bát Nhã đưa ông đi, chứ ông tự bơi đâu được. Ông đâu có đi bằng chân được. À, tám mấy tuổi. Cho nên để cho con cái sự so sánh là mình còn trẻ đó, là mình dư sức đi về với cha mẹ. Mà phải làm đúng. Thì khi lúc mình còn ở Hồng Trần á, mình cũng cảm thấy là cuộc đời rất là hạnh phúc. Chứ không phải mình hãy cảm thấy cuộc đời rất là buồn chán. Có nhiều người bên Nhật á, con thấy không, mấy tụi mà nó nhảy lậu tự tử hoài à. Rồi nó có cái vụ qua bển rồi, núi nó kêu là gì ta, núi Phú Sĩ gì đó, kêu là Fuji, vụ qua Nhật nhiều lần lắm. Bây giờ đó là đi tự tử mà chính phủ không có cản, mà tụi thông minh không à. À, nó cứ vô và nhảy núi đùng tự tử vậy đó. Là khi con người chúng ta có thể mất tất cả. Một thứ phụ yêu cầu họ thiên đừng có bị mất. Đó là ý chí của chúng ta. Đó là lòng tin cha với mẹ. Còn mấy con mất hai cái đó là phụ cứu không có nổi. Ý chí phải bình thường, phải bình thản, phải vui vẻ. Đừng có để buồn rầu cho phụ cứ kêu làm gì cũng không chịu nghe chứ. À, mình phải vui vẻ, mình phải get along với everyone. Rồi mình mỗi ngày phải đọc kinh ngồi thiền. Những cái lúc buồn thì phụ ok, không cần. Khi nào vui thì hãy đọc kinh ngồi thiền, chứ buồn mà đọc cho có lễ nó cũng không có thấm gì chứ. Đừng có bị mất lòng tin, bị mất cái ý chí kiên cường của mình, tức là cái năng động của mình, cái basic. Bữa nào mà sáng thức dậy mà con cảm thấy là hơi khó chịu bồng bậu á, là biết mình bị cảm, bị trúng gió, hoặc là ban đêm chơi với ma nhiều quá là bị trượt. Thì cứ vô trong cái bàn thờ của cha mẹ đó, cứ lại sám hối chừng mười mấy hai chục lại để cho nó physical. Và đồng thời mấy con ma mà ban đêm mà nó có chơi mình nó cũng quản hồn trốn. Và lúc đó cái chai nước ở trên bàn thờ mà ở nhà mình có đó, mình lấy mình phúc vô mặt mình vài cái, rồi cái mình đời sói lên uống, thì mấy con sẽ lấy lại sự bình thường. Cái requirement basic nhất đó là mình phải ở cái trạng thái là rất là minh mẫn, gọi là tỉnh thức, có nghĩa là chánh niệm.
còn nếu mình mất chánh niệm mình đi suốt cầu thang, nhiều lúc mình té lăn cù cù nữa. Nãy ngồi thiền 10 phút thở im re ha. Đó mình thức mình xả thiền cái là trời nó ồn ở liền. Không nhận hay chuyện. Giống như hồi năm 2008, cái vụ đi qua Ấn Độ á, cái chùa Trepung á nó có 10.000 người. Cái sân nó bự khổng lồ luôn. Mà mấy đứa nhỏ nhỏ cũng mặc đồ bắn đỏ đỏ, đồ tu. Mấy vị thầy lớn lớn cũng đồ tu. Mà khi mà bình thường á, mình thấy họ nói chuyện qua chuyện lại ồn dữ lắm. 1, 2, 3 ngồi thiền. Trời ơi, 10.000 người mà nó yên tịch mịch. Rồi cái xong, cái gõ ben ben cái là thì vậy ngồi dậy ăn cơm, ôm ao như nè. Rồi xong á, cái vừa ăn cơm xong khoảng chừng 15 nửa tiếng, cái mỗi người có cái khăn sẵn luôn, tự mình lao cái vòng tròn của mình, đứng diện cái là nguyên cái sàn sạch luôn, không cần người nào quét dọn. Họ có trật tự như vậy đó. Chứ ăn thì đổ, nhưng người nào cũng phải tự dọn cái vòng của mình ngồi. Vừa ngồi thiền, vừa ăn ngay chỗ một. Cái sân nó bằng gạch mà. Là cái nhìn cái trời không có một miếng rác nữa. Bạn thấy hay không? Mà 10.000 người chứ không phải là 2-3 người. Còn bây giờ mà con đi một cái nơi nào đi, 2-3 người thôi. Mà họ không có lời lối trật tự á. Họ làm ồn nguyên cả một cái nhóm đó luôn á. Nãy giờ quên chị Lan ta, bữa hôm đi lạc bữa nay hết lạc rồi ha. Sao đi bộ lên đây được hay quá. Bữa hôm toàn ghi mình đại tưởng này đi vòng vòng bữa nay hết lạc rồi. Công giáo cũng vậy, họ cũng tổ chức đi đây đi đó. Mấy thầy cũng vậy, mấy thầy ở chỗ mấy thầy đâu chịu nổi, cũng đi đây đi đó, nhưng mà phải có một cái subject, một cái project, một cái tên. Khóa tu ngồi thiền 7 ngày 3 ngày gì đó, rồi họ đóng tiền ăn uống thì cái đó là basic ok. Nhưng mà mục đích là cũng như chúng ta thôi. Hôm nay chúng ta một khóa tu, gọi là mình không có tính xa, mình chỉ tính có 1-2 ngày đúng không? Hôm nay mà mình đầy đủ như vậy, đông như vậy là rất là thành công đó con. Thấy đứa nào cũng có sức khỏe bữa nay suốt và bảo đảm tối ngủ ngon rồi nè ha. Hôm nay được lên đây mớ hình làm lưu niệm nữa nè ha. Còn chút xuống núi mình đổi tiếp, mình ăn tiếp nữa nè. Chỗ đầy đủ hết trơn á. Chúng ta đúng là con của ông trời mà đang sống ở thiên đường hạ giới. Mà bữa nay hay cái là không có ai bị allergy nữa, nhảy mũi nữa mới lại. Có không? Ai? Ông Thù đâu có nghe đâu, đâu có nghe nhảy mũi đâu. Em phải thử. Đâu? Đây hả? Dạ. Ôi sao lúc trước cắt cỏ rồi hay lắm mà sao bây giờ cắt cỏ con cũng bị nữa, nhắm mắt nó cắt không. Cái này xưa nó không có cỏ cao như vậy. Không biết sao bữa nay cỏ nhiều á. Tại cỏ nhiều nguy hiểm lắm, mình không thấy đường mình đi á. Mình chợ cục đá là mình đi luôn không? Ở
trên mạng như vụ nói cái sao nó như vậy. Nguyên cả cái tiểu bang Cali này á, con tìm một cái nơi như Thiên Long Sơn á, vừa có view, vừa có xe lên được, vừa có wifi, vừa có gần thành phố 5 phút, đúng không? Chứ thường người ta đi những cái buổi mà camping picnic này, người ta phải đi vô sâu trong. Sâu trong Việt Nam mình không biết rồi đó, nhất là phụ nữ là lái xe và quạng theo đi xa được. Còn đây mình xẹt lên xẹt xuống ngày 3 lần cũng được. Nhưng mà thật sự khi mình qua cái Sài Gòn, cái đường nhỏ cái là nó lại là hillside rồi, núi rồi. Thì nên cái lợi thế của Thiên Long Sơn rất là lớn trong tương lai để mà độ chúng sanh đó. Nên là bên trên cha mẹ mới chọn cái này, đất tìm chủ. Ngày xưa hộ đâu có ý định mà mua cái này đâu. Hộ chỉ cái chùa Phim Anh là đủ rồi. Sau lúc đó đó mà mấy vị mới nói không, bên này là phải về, phải để mà sau này có cái đỉnh núi Thiên Long Sơn rồi bắt đầu mới có cái tiếng nói. Thì lúc đó tất cả những đứa con họ Thiên mà ở trên trời mà nhảy dù theo sư phụ á, có tới 4-5 nghìn người á, phải là ít đâu, mà đi khắp thế giới nữa, trong đó có người Mỹ, người ngoại quốc nữa, mà hiện giờ họ chưa có lộ diện. Nhưng mà cái số người Việt á mà có cái mission á, chứ như những tiên chúng mà chở nó mà nhảy theo sư phụ á, bây giờ một số đã lộ diện nè, đây đông mình nè, là những nhóm đầu tiên. Tại cái đạo này là sau này là thống nhất 8 tỷ người, đâu phải là chỉ có mấy chục người mình đâu con. Nó là chuyện lớn là của thế giới kinh hoàng mà hiện giờ họ chưa có phát hiện. Con cứ amazing đi. Một cái đạo nó đâu phải là một người tỷ phú như kiểu Elon Musk hay là kiểu Bill Gates. Mấy người đó mà có đi rồi chừng vài ba năm, giỏi nhất là cỡ Steve Jobs để cái iPhone lại cho mình, bây giờ ta cũng quên mất tiêu á. Nhưng mà 3.000 năm sau nhân loại sẽ không có quên sư phụ á, mấy chục nghìn luôn. Những cái hình ảnh mấy con chụp sẽ dính lưu truyền mãi mãi trong những viện bảo tàng á. Cái đạo này là chánh đạo, thế gian này không ai được lập đạo, không biết không. Chẳng qua là khi một cái nước Việt mà ở tận cùng bi cực, một cái xã hội rất là gọi là vô thần đó, họ mới không mới đi đối nghịch lại với cha, đối nghịch lại với sư phụ, đối nghịch với thần linh. Nhưng mà cả cái vũ trụ này đều có thần linh, cha là cai quản hết. Mà hôm nay sư phụ xuất hiện mà họ coi thường sư phụ, nghĩa là họ là thuộc gì, cái loại gì đó, Atula đó. Chả nó cũng đánh lộn sư phụ, xuống đây nó cũng chống chọi sư phụ. Ngày xưa nó cũng chống chọi với Phật Thích Ca. Nhưng mà họ không bao giờ có quyền lực lâu dài, tài sẽ không bao giờ thắng tranh. Cái thế giới này sau này sẽ trở lại rất là cực kỳ thái bình. Họ sẽ nghìn tỷ tỷ người. Hồi xưa lúc mà mua núi này không có một bóng ma lên đây nữa. Sư phụ bị Phật tử chửi quá trời, đâu có ai Phật tử nào mà chịu chơi với hụ đau thủ, rất là cô đơn. Đi lên đây cũng đi mình, làm gì cũng lủi thủi trên núi mình, đi nó cái chân mòn luôn á. Rồi bây giờ cũng may là có con số mấy đứa con lên đây là vui sư phụ á. Buồn lắm, hồi xưa buồn lắm, ai cũng nói mình là yêu quỷ, ngồi thiền tẩu quá nhập ma. Phật tử Viêm Anh sư phụ quen nhiều mà, họ dưới núi này thiếu gì. Cái mấy vị nói đừng có buồn, thân thần đợi với mấy vị hộ pháp, sau này tỷ tỷ người sẽ họ sẽ xếp hàng từ ở ngoài chợ Ocean đi lên đây. Cái mấy vị cứ nói hoài chứ mà không có tin. Năm 2014 cái thù cũng không tin nữa. Rồi lúc đó bị mấy cộng sản nằm dùng nó kiếm chuyện núi mình nữa, rồi đóng cửa tới bữa nay luôn á. Thù cũng không tin, nhưng mà từ từ bây giờ thù thấy cái đường chị nói là thiệt. Tại vì mình đối với mình 10 năm thì nó quá lâu quá, mỗi ngày. Mà đối với mấy vị là không có lâu. Thì nói ngày đừng có lo, sau này hàng tỷ người sẽ về cái núi này, nó là thánh địa. Trên địa cầu này có 3 nơi linh thiêng nhất, đó là núi Cấm, Jerusalem với là Thiên Long Sơn mình. Jerusalem là hiện tại. Là 3 nơi, tại vì nó là một cái headquarter của Thượng Đế, của Phật, để mà liên lạc về trời á.
cũng giống như giờ con những cái hãng giống như Tesla hay Google hay Facebook hay là Amazon, nó đều có một cái headquarter đúng không, còn bao nhiêu là chi nhánh, còn những cái núi ở ngoài kia đều là chi nhánh, nhưng mà headquarter là Thiên Cẩm Sơn, là ở Điện Thái Hoàng Thiên á. Còn cái này á, là the second headquarter, là về vô hộ phải lưu vong. Nếu không lưu vong bây giờ mình đâu có lập cái đạo Thiên Tâm Việt Nam được, làm sao cứu họ được. Mình phải ở ngoài mình lập cái đạo thì ở trong họ mới theo Thiên Tâm. Thì hôm nay mấy chục triệu người ở bển á, họ rất là vui thì họ có một cái con đường ánh sáng ở trên, tính y như là một cái cuộn phim GPS vậy. Đây về LA là đi đường nào là đúng 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 hết. Tới ngày hôm nay á, là gần hết hết cái khổ rồi, dùng hết bỉ cực rồi, hết lo rồi. Còn chút xíu nữa là hồi xưa đâu có ai bây giờ nghĩ là vụ mà Covid mà Trung Cộng mà nó bỏ ra để mấy chục triệu người chết, nó chết mấy chục triệu người á, nó xong mấy xác người mà động lên tới trên thiên đình luôn á. Còn biết cái iPhone á là của những người chết á, người ta dùng mấy số quá trời luôn. Những cái này sau này lo ra ánh sáng, tại vì nó là người tạo ra cho thế giới. Thì hôm nay cũng bị lo ra, hù á, lôi đầu ra. Một người nào mà chết Covid thì nó thường cho mệt luôn. Ở Trung Cộng sau này bị trả cái quả rất là nặng. Gia đình bên anh cũng sắp sửa trả quả, con thấy FBI đấy, nó là điều tra. Sau này là tất cả những cái gì gọi là trắng, đen là đen, thiện là thiện, ác là ác, thì hết không có cái màn giữa gọi là màu xám nữa. Âu Châu một là theo khối tự do, hai là theo quỷ. Thì bây giờ con thấy nó lọc ra hết rồi. Hồi xưa Phần Lan không có được vô NATO, bữa nay Phần Lan cũng vô được. Thì điển bây giờ từ từ cũng vô được. Bao nhiêu chuyện nhiệm màu mà bề trên làm cho cái quả địa cầu này vậy mà họ cứ lơ hết vụ này qua là vụ khác. Bao nhiêu chuyện chú phụ nói đều trúng hết mà họ cứ vẫn cứ lơ. Chú phụ nói sắp sửa là có chết đói. Hồi mấy tháng trước là mình nói mấy chuyện kia rồi. Nói chứ mỗi là ngày chú cũng khấn, cũng mong là người mình đừng bị chết đói. Nhưng mà dân ở bển đang chết đói thiệt á. Cái người mà đang đi làm bình thường, họ đang có đời sống bình thường nha, mà họ mất việc làm thì làm sao họ có tiền mua gạo dự trữ. Rồi bây giờ họ mất việc làm, họ không có vô xưởng may được, rồi họ phải đi làm gì, bán vé số hay là bán bánh mì bún đồ dọc đường vỉa hè. Nó cũng phải là có vốn mới làm không, và 50 triệu mỗi một cái sợi bánh hay là một cái xe bánh mì hay là một cái gỗ trái cây cũng là có vốn. Mà ế hoài á, không lẽ con ăn trái cây mỗi ngày để mà trừ cơm à? Cũng cái cục vốn, lụm ve chai cũng không có, bán vé số cũng không ai mua. Cho nên Việt Nam đói thiệt đó ta. Đừng nói gì có tiền mua xăng, mà xăng giờ lên giá nữa, điện tự nhiên người ta không tiền mà tăng tiền điện lên gấp đôi nữa kìa. Mà tăng hoài vậy đó, con thấy ác không? Còn bây giờ nhà thương á, sắp hàng cả cây số. Người nào á, mà đưa bao thơ cho ông bác sĩ thì ông bác sĩ kêu vô khám trước. Chờ ở giường bệnh, nội chờ ở giường bệnh thôi á, ngủ hả? Bây giờ con thấy mấy cái clip người ta quay mà người ta bệnh mà ngủ ngoài vòng vòng nhà thương á, khủng khiếp. Có Mỹ mình emergency một cái là vô trong vòng 5 phút thôi, mấy thằng mễ cho phụ vô coi á, không ngó tới nó la, nó hét sùm. Có nhiều thằng nó quýnh lộn nhau á, mà nó xỉn rượu á, rồi nó quýnh lộn, mà máu me tùm lum vô emergency. Mà người ta y tá ra không kịp, mà biết nó không có chết. Giỏi lắm, mày quýnh lộn, mày đau chút là vậy, mà nó cũng la hét nhà thương Mỹ sùm. Bởi vì con làm ở cái khu emergency con thấy quải luôn á. Spoil. Còn Việt Nam mình con thấy không, cũng là cái mạng người, cũng là con trời á nghe. Việt Nam là con trời, Mỹ cũng là con trời. Tại sao lại như vậy? Tự vì cái nghiệp á. Cái gì sư phụ mới nói bằng tiếng Việt, mới đưa cái đạo Thiên Tâm ra bằng tiếng Việt trước, để cho những cái người mà sắp bị chết đói đó, mà họ theo Thiên Tâm đó, họ tự nhiên ở bờ trên xây chuyển, họ sẽ có một con đường
khá hơn, không giàu nhưng mà giàu sao cũng qua cái đói. Tại khi qua cái nạn này, khi mà Biển Đông dậy sóng, nước Việt sẽ thay đổi màu cờ. Khi thay đổi màu cờ, 6 triệu người của mình về thì làm sao mà đói nữa. Con cứ tưởng tượng mỗi người mang về 5.000 đô thôi, mà lúc đó ra vô tự do. Rồi lúc đó thành phố Bến Thành đồ, những cái sạp tiệm quán cà phê đồ, hay là những cái ca nhạc vũ trường đồ bắt đầu gần gần trở lại liền, thì lại có sự sống lại. Còn nếu không, càng ngày cái gì nói giống như bốn cái đá, bốn cái núi lên điêu tàn á, nước Nga cũng sẽ điêu tàn luôn. Trung Cộng bây giờ đang điêu tàn á, mà tự nó giấu á, dân nó đói lắm á. Bắc Hàn thì khỏi nói, hiện bây giờ chết mỗi ngày đói á. Đó là tại sao Ayatollah nó có phước mà nó hung dữ, mà nó không bao giờ nó thắng được với ông trời. Mấy cái đứa cộng sản toàn là Ayatollah không á, đầu thai á, gọi là tà không bao giờ thắng chắc là chỗ đó. Nên chúng ta đó phải biết cái nào tà, cái nào chánh. Về phần chuyện của mình, con nhìn xuống dưới núi, ai mà sĩ giả hay nói xuyên tạc thiên tâm, nói xuyên tạc thượng đế hay cha mẹ, thì hoặc là dù là con thôi, sư phụ chỉ là người chịu tranh, sư phụ có dám ngã mạng, nhưng mà nói xấu sư phụ cũng là tà. Tại cái tâm họ là tà, họ vô minh, họ không có tìm hiểu, thì là cái tâm nó tự khởi tà. Sư phụ đã sinh nhiều rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục cứ ăn hiếp hoài. Quán thảo vàng. Sau này sẽ có hãng không quen với ai ta. Lúc đó cái mình nói Việt Nam mình thật sự phạm dịch dưỡng có 4 tỷ so với Mỹ đâu nhầm vậy thôi. Không thấy Elon Musk không? Nó mua Twitter, nó pay over price 20 mấy tỷ. Đối với nó là chuyện cười, chuyện vui thôi. Việt Nam có mấy tỷ gọi là tỷ phú Việt Nam, đâu nhầm gì. Mà mang tỷ phú chừng nào á, là không dám xài tiền chừng đó. Tại vì xài á, là bắt trọng gõ cửa làm sao. Nên tỷ phú Việt Nam không ham. Việt Nam thật sự không có tỷ phú. Không có ông bầu, toàn là ông thợ không. Ở đây nhiều người thù biết có tiền trên 5-7 tỷ á, mà không biết xài, chỉ biết giữ con số thôi. Rồi đang ngồi tính đứa con nào để tôi đưa lại, đứa con nào tôi đưa lại. Tại vì bệnh đầy mình ở đường nó lên quá trời, ngày nào cũng chích ba mũi vô tay. Ăn cái gì cũng dám ăn chứ, đi kiểu này trời, mấy cái hình mà vô để lên đây. Ok, mày cũng tỷ phú, mà mày lấy tao, rồi mày lên đỉnh núi được, tao ước mơ đi bộ một vòng thôi mà đi không nổi. Con thấy không? Cuộc đời nó không phải là tiền, nó là này nè. Chúng ta đi bộ được, chúng ta vui được, dù ăn cái gì cũng được, là đã có phước của mình rồi. Cái phước happy, cái phước healthy, và cái phước tinh thần mình vui vẻ. Và huống hồ chi mình có cha có mẹ ở sau lưng mình, rồi mình có anh chị em huynh đệ tỷ muội ở đây lo cho mình. Bây giờ thí dụ nha, Sương đi, Hàng Trinh đi, nó bệnh mấy đứa con có an tâm không? Mấy con phải săn sóc nó đúng không? Mình có một cái đại family rồi. Cái ngày xưa mà những người giàu họ không có cái đó. Tại biết sao không? Họ nhiều tiền, họ chơi với ai họ cũng sợ. Ô, du tới gần tôi để du mượn tiền tôi hả? Họ cái đầu tiên họ nghĩ như vậy thôi. Sao mà chơi mình mày luôn. Mà những người giàu cái đánh họ là cái tâm tốt, họ tiền kiếm họ có phước. Hôm nay họ giàu mấy đại gia phụ quen hết. Mai là sư phụ không có mượn tiền, nó còn cho nữa đó, mà nó còn nghi mình nữa đó. Một năm á, sư phụ donate campaign âm thầm cả 1 triệu bạc á, cho mấy cái người Việt Nam mình đây nè, sư phụ nói thiệt trên này luôn á. Sư phụ còn nghĩ sao mà ấy. Rồi cho mấy chính trị gia Mỹ nữa đó, nhiều lắm, mà sư phụ không có nói thôi. Mình làm thì mình cứ làm, thấy nào chánh nghĩa là mình support. Còn những cái người mà sư phụ thấy á, nhất là mấy cái bà vợ của mấy tỷ phú nha, lâu lâu tổ chức bữa ăn ở Dynasty hay là chỗ nào, chừng 10 mấy thằng gì đó, mấy tiệm vàng rồi trong Grand Central Mall, là mấy cái bà đó ok bữa nay mặc đồng phục áo dài,
tự nhiên cái mai áo dài vô khoe khoe đứng chụp hình cái đi về. Đâu có bằng áo thun này của mình, nãy là chụp hình cái đỉnh núi. Mấy bà đó hả, mặt mà nào bà nãy tái mét à, không có nụ cười. Vô là chỉ đưa cái tay khoe tôi bữa nay cục của tôi 20 carat nha. Ủa vô mấy carat? Năm phải không? Số quá. Tại mấy người giàu người ta chỉ là vô đó để khoe bữa nay bà mua được cái gì thôi à. Con thấy cuộc đời của họ rất là nghèo không? Bởi vì chú mới nói là mấy con là tỷ phú về tinh thần. Họ chỉ tỷ phú về vật chất. Yeah, nó là vậy đó. Đó là sự thật. Đại Du đã từng đi chung với họ cho biết những gì Du kể là thiệt không á. Cái vừa nếu mà mặc đồ không đồng phục á thì ta không qua đồng phải không? Bữa hôm Du thấy Tâm là mặc một đồ màu tím hết, trời giống như nữ sinh viên, nhưng nhìn mặt bà nào đấy thấy bà ghét. Đây giờ không có cười, bà nào cũng cảnh hết chứ á. Để trình độ họ thấp, họ giàu là họ có phước họ hên. Nhưng mà họ không bao giờ cười nhau. Ví dụ như bà này ngồi bàn kia, cái bộ ngồi bên đây, hai bà cứ kênh nhau. Tại sao bà không qua bàn tôi mời tôi uống nước? Hai người cứ kênh, cái cuối cùng hai bà ngồi hai bên, cái hết bữa tiệc cái đi về. Còn sư phụ á là mình, tại sư phụ là trẻ tuổi nhất trong cái đám mê gà. Sư phụ đi từ bàn, à, chị khỏe không? Uống cho em ly nước trà. Thường dù vô đó là uống nước lạnh không à? Không, anh khỏe không? Sư phụ mời láng hết, sợ quá, cho người ta vui thôi. Còn mấy ổng á không bao giờ rời cái đích khỏi cái bàn, cứ mong người ta qua để mời mình không. Cái nhã đó con biết không, chứ không còn cái nhã nữa, còn họ cả cái nhã bự gì nè, bự bằng cái bàn mà họ đang ngồi luôn á. Sư phụ hiểu hết mà họ cứ nghĩ là sư phụ giống như nịnh họ. Đừng có hòng mà nịnh, tại vì sư phụ chỉ muốn họ vui bữa đó thôi. Nhiều chuyện. Nhưng mà chú sẽ không có bao giờ mà gọi là dám nói về chuyện kêu anh giàu anh cầm kinh đọc đi, anh tu đi. Chú nói là bị chửi liền tại chỗ. Tao đọc kinh nữa mày, tao có làm gì sai đâu, đọc kinh la mình lại liền chứ. À, họ cứ nghĩ là tao không có làm gì sai hết, tao làm chuyện đúng mà tao đâu có làm gì sai. Nếu mà chú nói thêm câu nữa là thế nào cũng bị chửi tiếp. Thì lúc đó chỉ có nước là mình thôi bỏ đi về đúng không? Cho nên vô chỗ đó thù tế nhị lắm, không bao giờ nói chuyện tâm linh gì hết. Mà họ hả, không bao giờ mua chừng 10 tấn gạo hay là đứng là chỉ mua cái núi này để cho cộng đồng sử dụng. Không bao giờ làm từ thiện. Nhưng mà mỗi lần đi về Việt Nam á, mua là mấy chục cái iPhone, kêu hết mấy đám đệ tử mua iPhone. Chị biết không? Về bỏ nó làm quà cho con cháu của mấy ông chính trị gia không à? Đi một lần khách một cái cặp xuất khe iPhone mới á, làm quà cho người ta không à? Ngu vậy đó. Dân mình thì đói mà không bao giờ làm từ thiện. Còn vô chỗ mấy quán cà phê, mấy quán nhà mà Việt Nam á, mấy nhỏ bển vuốt đùi cái là xìa cái là 2000. Chứ bộ biết hết. Mỗi lần chứ bộ gặp ông, ơi ông 2000 á, ông 2000 á. Thôi mấy ông ngu lắm. Ở Việt Nam mấy nhỏ mà ngồi vô anh ổng thì già có 70 tuổi có làm ăn gì được đâu. Mà mấy nhỏ kia 18, 19 không mà dân quê mà. Vô mấy club á, mấy cái karaoke đó, ngồi vuốt đùi mấy thằng cái là ổng để sẵn cọc cọc 2000. Còn dân á là làm từ thiện không nào làm chứ. Chưa bao giờ chú phụ thấy trên mạng hay trên báo mà mấy ông nội mà đó mà làm từ thiện. Cười cười. Không, kể chuyện kinh nghiệm đời mình chứ không ạ. Tại sao sư phụ phải đem mấy đó ra để so sánh với mấy con? Tại vì sư phụ đi với mấy ông nội đó chưa bao giờ sư cười tự nhiên giống kiểu này. Tại sư phụ đi với mấy con là sư cười tự nhiên. Đúng không? Mình qua đồng, nó khác nhau chỗ đó. Mà chỗ đó là chỗ ăn tiền đó. Còn đi mấy ổng mình phải cẩn thận, biết mình làm gì mà ông kia ông cứ gườm gườm ông giận mình hoài ta. Thật sự mình phải suy nghĩ mình đâu có làm gì đâu. Cái hồi mình đúng rồi ha, mình chưa mời ông uống nước. Tức là ông phải expect mình phải đi qua bàn ổng á, hiểu không? Thì mình phải ngồi mình phải suy nghĩ. Nhưng
lúc mình không có làm lỗi, nhưng mà mình vô tư á, mình vô mình cứ ngồi thường mấy cái show thì ca sĩ nó ca, mình vô mình ngồi mình coi thôi. Đại tử Sydney. Còn nếu mà nói chuyện mà nói sư phụ là người cõi trời xuống, mấy người nói mày điên quá hả Kiệt, mày nghĩ mày tiền của mày chưa có nhiều bằng tao, mày nghĩ mày cõi trời xuống, mày nghĩ mày có ông trời, tao mới là ông trời nè. Ồ, nhiều khi họ nghĩ hơn vậy luôn, tức là họ nghĩ là họ tính theo cái number của thế gian này á. Thật sự á là họ thuộc coi cốt hết. Mỗi ông ở cũng là chữ thiên xuống, mà thiên tiên là tiên thấp, hay là một người ở Bắc Cô Lô Châu Lầu Thai, có những người giống như Bill Gates thuộc coi là chim chỉ đúng không, thì một cái phước của con chim chỉ nó không có sắc xanh, nó hiền từ, nó cứ ăn lúa ăn gạo vậy đó. Rồi hôm nay nó được phước làm tỷ phú. Cái giàu sang thế gian này là vô thường, không có nghĩa lý gì hết. Chú nói không phải là trên mạng để cho mà an ủi những mấy đệ tử nghèo hay này nọ, mà để mình có cái sự so sánh là khi mình mang thân người á, cái quan trọng nhất của đời mình đó là sanh tử và cái linh hồn mình nó đi về đâu, chứ không phải là cái số tiền mình nó lớn bao nhiêu, tài sản mình bao nhiêu. Nó không phải như vậy, cái đó là đi sai đường. Còn đi đúng đường là chúng ta nè, là biết cái linh hồn mình đi đâu, biết có cha mẹ mình ở trên đang chờ mình về, còn họ không có biết Thượng Đế là ai, tuy là họ cũng vẫn là con của cha mẹ. Tại vì ở cái cõi vật chất á, mặt siêu á, tiền bạc danh vọng á, làm cho họ quên đường về. Chúng ta cũng đâu phải là nghèo đâu, chúng ta cũng đủ ăn đủ mặc đúng không, nhưng mà chúng ta cũng mỗi ngày các con cũng làm gì làm, chỉ cần tiếng 30 phút đọc qua cuốn kinh Thiền Tâm, rồi ban đêm trước khi ngủ á, ngồi trên cái gối ngồi thiền 15-20 phút theo cái cách phụ chỉ để mà quán chiếu coi mỗi ngày mình làm gì. Rồi rảnh rảnh cuối tuần lên Thiên Long Sơn đi bộ hai kinh sư phụ, hay là ăn uống rồi tổ chức nói chuyện này nọ là vui rồi, đó là cuộc sống vậy. Còn những đại gia mà giàu, những cái bà chủ mà vợ đại gia giàu á, họ mong mỗi tuần đứa con nào gọi tôi ra để tôi gặp nó, mà bữa đó đứa con đi chơi với ghệ hay bồ á, là 4 tháng nó còn chưa gọi má đi ăn nữa, thì bà nằm ở nhà 4 tháng nó, con biết không? Tại vì bà chủ giàu với ông chủ giàu với bà bạn giàu họ ít bây giờ mời nhau lắm. Họ cái nhã của họ đó, tại sao tôi mời bà? Tôi mời bà tức là tôi nịnh bà. Cho nên lúc nào họ làm một cái hành động gì là cái nhã của họ lên trước. Cho nên cuối cùng họ sống rất là khổ, rất là thiếu tình cảm, rất là cô đơn. Họ mới vừa mua cục hộp sòn 30 carat 10 triệu mà muốn kiếm người khoe cũng không có. Cho nên lâu lâu họ phải tổ chức một bữa ăn để mà họ khoe với nhau thôi. Cái bữa buổi tiệc đó, Thượng nói sao buổi tiệc này mình không đặt tên khác đi. Cái đó mày muốn đặt tên gì kìa? Mấy giờ ổng kêu là mày không à, để thu nhỏ nhất. Mày muốn đặt tên gì? Đặt buổi tiệc khoe học sòn. Trời ơi! Cái bộ nói chuyện tiếu lắm nhưng mà chửi là cũng vui thôi. Chứ em vô em thấy toàn là khoe không à. Khoe học sòn. Vui thiệt. Có nhiều bà khoe. Ở nhà tôi có một lọ luôn vậy đó. Cái lọ mà bà đưa cái tay vậy nè, mà hột sòn đầy cái lọ là con hiểu bao nhiêu tiền rồi đó. Mà sư phụ biết mấy người này là không có nói láo. Ghê á con. Chính ông vô thiền định này. Châu Lợi Bằng Đà. Đặt tên ông cho Lợi Bằng Đà. Ok rồi, nó chưa chuẩn bị xuống núi. Ồ vậy hả? Thì mình ở đây hơi lâu rồi đó. Mấy con thích đây không? Thích chứ. Nửa tiếng nữa đi chứ. Ok, đứa nào thích thì ở đây đi, hộ đi xuống chứ.
Vui quá. Chứ giờ ngồi nói chuyện mấy tiếng không? Ngày qua ngồi nói chơi chơi thôi mà ra clip cũng 3 tiếng mấy. Đi đi, đi xuống dưới, đi xuống núi. Không phải là lo vui không vui, mà chỉ lo sợ bắt được ông nín hồi á. Kêu ông ơi thì tới cổng nữa. Đây đây, nãy giờ không thấy đứa nào đi restroom á, tôi chỉ lo chuyện đó. Ngoài này xuống nhìn rượu còn chơi. Rồi, lên đường. Thank you.
con về rượt cơm vàng bay. Bấy hương là con diều biết tuổi thơ con đã trên đầm. Quê hương là có đỏ nhỏ em đẹp của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu sùng trắng nói. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu sùng trắng hoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thần người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thần. Ca. Xuống dốc dễ ca, lên dốc không có hơi ca. Ca một hơi xuống tới chân núi luôn.
tâm của mình á, ở trong cái thế giới vô hình á, cái dấu hiệu thiên tâm của mình á là nó hiện hữu từ ở tầng trời đâu xuất thiên rồi của Phật Di Lạc. Vậy cái dấu thiên tâm là của thời Phật Di Lạc. Sau này ngài xuất thế, ngài sẽ dùng dấu thiên tâm. Cho nên những con là họ Thiên rồi, Thiên Ngọc Liên hả? Thiên Nguyệt Liên hả? À thì là con của ông trời rồi. Thì sẽ khi mà mình ở như cỡ này nè, ông Edwin bên đây có đây ông ta. Cỡ lớn tuổi nhưng mà đừng có cỡ như cao rồi còn sân si quá cho nên không có thấy được. Cái tâm phải khom xuống vậy nè. Cỡ ông Edwin, cỡ đệ tử này thì sẽ có những cái trạng thái rất là màu nhiệm. Là biết là được về, con chắc chắn con đi về chảnh. Nhớ là mai mốt à, nhớ là thù dặn gì nghe, về chảnh nhớ độ mấy tỷ muội còn lo nho dưới hồng trần nha. Đứa nào muốn đầu tư mà một mà lời 1 triệu á, đe đầu tư vô đây. Bây giờ sắp thành chư thiên rồi. Mốt mình đi hai kình á là theo hộ mình đó không ạ? Thì tâm như khôn dễ sợ, nhận là má nuôi cho nên là bảo đảm luôn. Tại vì bây giờ con không có ngủ nhãn lục thông, nhưng mà khi bỏ cái xác phàm này á, trời ơi, trẻ trung thần thông kinh hoàng luôn. Lúc đó muốn mời sư phụ ly xăm ngũ lượng, cái biến cái là hiện ra trước mặt liền. À, thấm được cho nó thăm nó đặng cho nó thấy cho nó biết. Ủa má cái trinh hồi chết mỗi lần mà thứ bảy sư phụ ngồi thiền á, bà cứ tới hoài à, bà cứ nói bà rồi thăm trinh hoài à. Mấy lần trước bà về trời ở tầng thứ sáu, tại lúc mà cái xác của bà còn ở trong bệnh viện á, hiện chính ngồi đây. Rồi cái lúc đó ông sơn thần ông lên ông báo cáo cho sư phụ biết, có một cái vong linh đang đứng ở ngoài cổng. Ngài có cho lên không? Với một vị thiên tướng trên trời nói nếu mà hôm nay thái tử mà không độ cái vong linh này á, sẽ ở lại cái thế gian này mấy trăm năm á, giống như làm cô hồn các đảng vậy đó. Vì lòng từ bi lúc đó sư phụ không có họp với mấy vị nữa, phụ cắt ngang buổi họp. Cái sư phụ đi bộ qua, tự mình đó đi bộ qua thì thấy một đám trinh với một mỹ tiên hồi xưa ngồi đây. Cái hộ nói với ông sơn thần dẫn cái vong linh lên, thì vong linh đó là má ruột của ông trinh, trinh nấu ăn mình nè. Rồi cái bà dặn dò ông trinh mấy anh chị em đừng có gây gỗ nhau, đừng có thượng hoài. Thì bà nói sao thì phụ dịch lại nó nghe vậy, nhìn tuy nó không thấy nhưng mà lúc đó cảm xúc nó có, tại má nó đứng gần nó phải biết, tại má nó dặn dò trước khi má nó đi mà. Rồi cái mấy vị mới dặn cho phụ á, ngài phải dùng cái lực đặt tên, tại má nó chưa có họ Thiên. Má nó tuy là lúc còn sống á là đã quay hướng đông bắc thiên tâm nhưng mà không có đích thân sư phụ lên tiếng, thì lúc đó đó sư phụ mới đặt là Thiên Huệ. Thì từ đó mấy vị đây nè cẩm đi chở đi luôn về trời. Tại vì khi qua ngoài không gian á, nó không phải là bốn phương tám hướng như ở thế gian mình nha, nó đủ chiều hết, cả ngàn phương ngàn hướng. Ma thì con ma nó lôi, con quỷ nó rước, củ quyền nó kéo, Atula thú đủ hết, địa ngục gì lên, bao nhiêu nghiệp gì của nghìn kiếp của mình á nó lôi mình. Nhưng mà có người của mình họ Thiên đi, cái là đi cái một cái passport đi vô giống như vô cổng phi trường San Juan Co vậy, không có bị chặn lại. Trong cái vô di á, lúc mà đệ tử mà có chuyện gì trong nhà thương á, nhớ kêu ta sư phụ Thiên Tấn Kiệt. Thì nhớ kêu cái tên đó, tại sư phụ là dạng chiếc thân được. Một chiếc thân đang ngồi đây, nhưng mà trong cái vô vi á, sư phụ chiếc thân ra rất là nhiều người được. Nhiều người đã từng thấy. Thì lúc đó cái chân thần của sư phụ á, có thể giúp được.
tôi đi gần xong mà tìm hiểu sư phụ. Tên sư phụ là Thiên Đức Kiệt, đừng quên được rồi. Kêu cha kêu mẹ ha. Low echo. Top echo. Hello. Nhớ tên cha, nhớ tên mẹ, nhớ tên sư phụ Thiên Đức Kiệt Lăng Tiền. Rồi biết nhớ Ai Di Đà Phật nữa. À ừ. Nhưng mà con đừng có đến gần họ nhiều. Cứ mang họ lên núi. Giống như hôm qua mấy người đó bị á. Nhưng mà họ hên á. Họ còn mang xác qua đây. Có nhiều người đâu có lên máy bay nổi còn. Mình đứng gần phải mình hút cái âm của nó vô. Không phải là hút. Nhưng mà đứng gần con khó chịu đó. Trong con người mình nó có hào quang. Người nào bị trượt, bị âm khí nặng quá đó, mình đến gần mình chịu không có nổi, nó cũng y như giờ còn tới gần mấy hôm lét con ngửi nó nổi không. Cũng y vậy á. Nhớ bữa mình đi tàu là mấy con là phụ nữ, lúc đó có sư phụ với Bắc á, bữa thứ nhì giờ có mấy đứa kia có Trinh với Mai rồi. Có sư phụ đi vô restroom nam thấy có thằng homeless mà tội lắm. Cái restroom của nam á nó sẽ mở cửa từ giống như 8 giờ sáng tới 7 giờ chiều thôi. Vậy mà anh vô cái restroom bự anh đóng cửa lại, anh ở trong đó mà anh ở từ sáng tới chiều. Tại vì lúc mà sư phụ vừa vô ảnh quá trời hôi, mà sư phụ cũng rất là thể tâm niệm Phật cho ảnh rồi, mỹ trắng rồi. Sau đó mình đi tàu chừng 3-4 tiếng trở về ảnh cũng nằm ở trong đó. Có nghĩa là ý mình nói chỗ này mấy con nên hiểu, cái giang sơn của họ được mấy tiếng đồng hồ trong cái nhà cầu công cộng. Con thấy một cuộc đời tội nghiệp không? Còn mấy đứa con lên đây gặp sư phụ, có cha, có mẹ, rồi lên đỉnh núi, có ăn uống, có anh chị em đầy đủ. Nó còn thấy có phước. Rồi sư phụ về á, nhờ đăng đêm sư phụ ngồi thiền á, chảy nước mắt á. Thằng homeless, sư phụ chịu không có nổi cái mùi đó, sư phụ bước ra liền. Nhịn về tới hãng luôn. Nhưng mà tội nghiệp đó. Gặp những người khác như thế nào? Những người mà hát vô là đuổi nó ra, phải không? Để mình lấy cái lợi cho mình, nhưng mà không có làm vậy. Mà còn lại tội nghiệp họ. Trong mắt sư phụ, người homeless hay là một người nghèo khổ nhất, hay là một người giàu nhất đang hung dữ, hay là một đảng viên đang hại dân bán nước, cũng đều là con trời hết. Sư phụ cũng đều thương hết, giống nhau, không có phân biệt. Hay đó, sư phụ. Mà tại vì nó quá hôi đi cho nên cái ấn tượng nó vô đầu tới ngày bây giờ sư phụ cũng còn nhớ đó. Cái mùi của nó sư phụ chịu không có nổi luôn á. Trời ơi, nó nức nồng mà nó rất là khủng khiếp. Thì con chút bắt lên á, con hỏi ổng coi có không. Ổng còn bịt lỗ mũi, sư phụ vô là sư phụ bước ra liền lập tức. Tại cái đó phòng nam mà nó vô chồng nó đóng cửa, mà nó ở từ sáng tới chiều chồng. Nghĩa là gì? Không phải tưởng tượng nha. Nó canh những cái giờ mà mở cửa thì nó vô đó để nó nằm ngủ, hay nó được có một cái che ấm cúng. Nó là toilet mà. Nhưng mà bình thường nó nằm ngoài kia còn thê thảm hơn nữa. Vừa nóng mà vừa ấy. Chứ dùng chỗ đậu tàu đâu có gốc cây gì nhiều đâu. Nó đâu có chỗ đâu nó núp. Thế tội cũng là một chúng sanh. Cái nghiệp đó con. Nó cũng là một chư thiên, nó cũng là một người ăn học giỏi, nó cũng là một người có tài trí. Và một thời oanh liệt, bất cứ chúng ta trong thế gian này ai cũng có một cái khoảng khắc oanh liệt, ai cũng có một khoảng khắc
sức khỏe rất là sung mãn, rất là mạnh. Có thể tưởng tượng là mình cào nguyên cái núi này xuống luôn nha, mạnh như cỡ Thái vậy đó. À, nhưng mà đến lúc mà cái bệnh mà nó trở chứng cái Thái này leo lên điện mẫu leo không nổi, đừng nói gì, cũng đứng nghiêng nghiêng chỗ đó. À, con phải giữ gìn sức khỏe. Ngày xưa lúc mà sư phụ còn nghèo á, sư phụ bất cần thân thể, không biết báo và Mercury News mở dùng này, xưa nó không phải internet, nó bỏ báo bằng cọc về chủ nhật á, 50 và 50 nhà là 50 bó, 50 bó là hồi xưa Mercury News á, nó có cái lỗ rồi bịch dưới là giống như cái vỏ sách mà bự khổng lồ nha, con bỏ ra chừng nào bự, gửi sao bự thì nó cân bằng gì. Nhưng mà lúc đó sư phụ 13-14 tuổi, cái xương sư phụ còn rất là nhỏ, mình không có biết, mà Mỹ lúc đó nó chưa có biết, là chạy với xe đạp mà loại xe đạp cái bánh khoảng lớn nè, là cứ thế mà dục, mà cái tờ báo nó nặng quá. Bây giờ mình cân lại tờ báo nó trên 5 pound á, mỗi một tờ đó thì con tưởng tượng 50 pound 50 pound 100 pound. Với một thằng nhỏ 14 tuổi hồi xưa mà làm như vậy liên tục 3-4 năm trời, mỗi buổi sáng sớm, đến khi mà cái spy nó bị jam đi, jam tức là cái này nè, cái số 4 hay cái số 5, thì từ đó đó thì cơ trời mới lộ ra, thì sư phụ bị xỉu vô nhà thương, thì tất cả thay đổi cuộc đời hết. Thì lúc đó mình mới hiểu là vì chúng sanh, sư phụ lãnh cái nghiệp của chúng sanh, cái tờ báo là lãnh cái nghiệp của chúng sanh. Rồi từ đó đó ở trên nó mới cho sư phụ có những cái thần thông vô cha mẹ. Rồi lúc mà sư phụ đang Surrey đó, cái thằng bác sĩ mà loại bác sĩ rất là cực kỳ siêu của vùng này, sư phụ quen với nhỏ bạn bác sĩ, nó hẹn là 1 tháng trời mới gặp. Còn nếu mà bác sĩ khác á, là có thể là mình bị liệt hay là bị gì bất hợp, mà may là hôm nay nó bình thường. Thì lúc đó mà làm sao không biết, mà một trong những cái mạch máu á, nó bị đứt. Lúc đó mẹ đứng kế bên, Phật mẫu đứng kế bên, mẹ mới lấy con tóc của mẹ đó, tóc tiên của mẹ đó, mẹ nói cái mạch máu lại. Cho nên bây giờ trong cổ cho phụ có con cọng tóc của mẹ. Mẹ nói, tại vì sau khi câu chuyện rồi, đến ngày hôm nay mười mấy chục năm sau á, ở trên mới nói, ngày mà con mổ á, là nó chết rồi, tức là đứt mạch máu là chết. Mà con sống được á, là nhờ cọng tóc tiên, gọi là tóc tiên. Thì trong 513 câu cho phụ mới nói là thai hồn đổi xác. Trong cuộc đời của mình lớn lên, mình ăn mặn, rồi mình lưu sư phụ hồi xưa hay kho cá rồi rô rồi các làm ruộng mà có cũng sát sanh vậy, nghĩa là nhiều trượt trong người lắm, nó không có còn tinh khiết như là một Bồ Tát sống, nó như là gần lai như người đời rồi. Cũng giống như là con của tỷ phú mà bây giờ con thành homeless gì đó, là ghét thì con cũng quen với homeless, quen với mùi homeless, đưa con bộ đồ vest con đâu có chịu nổi. Nhưng mà đến lúc đó mình phải thay đổi, gọi là thay hồn đổi xác, thì nguyên cái máu trong cơ thể cũng thay luôn. Thì từ đó nó mới bắt đầu mới có cái lực vô, mới có 7 dòng hào quang như bây giờ, bắt đầu mới trị bệnh được ta. Tất cả chúng ta trong cơ thể mình đều có DNA. Tại hồi nãy mình đang nói chuyện buồn ngải, buồn ngải nó thư ém cũng là do cái DNA. Các con đừng bao giờ để cho ai có cái tóc của mình, đừng bao giờ để cho ai có cái móng tay của mình, đừng bao giờ cái quần két thì cũng không sao, đừng bao giờ để cho những người mà con biết là đa nghi, đừng đụng tới thân thể của mình. Tại vì buồn ngải nó nhiều cái nó ngộ đó, thì mấy cái đó là đại kỵ nhất. Cái DNA mình gọi là DNA của phàm trần, còn DNA của chư thiên nó có cái DNA nữa, là hàng cao hơn, thì nó mới thành ra một cái chuyện gọi là lạ hơn người ta. Tôi không dám nói nhiều, tao nói mình ngã mày. Thì qua cái cuộc giải phẫu đó mình mới biết, trong cái cổ thì có con cọng tóc của mẹ. Có một lần hồi cũng là bỏ báo, có một lần vừa hình như bỏ báo xong hết mấy tờ báo, chứ thụ lái xe đạp mặn nít mà ở
trong cái khu Senti ở đường Story á, nó kêu là Monty Senti á. Với McLaughlin nó ngay chỗ Dynasty còn đi vô nó có khu gọi là low income nhà nghèo. Thì vợ ở trong khung đó. Nó bị một đống mấy thằng mễ nó chặn. Đi ba te chứ, ở kìa đó đi ba te. Nhớ là đi ba te chạy không kịp quýnh. Quýnh trời ơi, nó đá vô mặt này sực mấy mũi hết. Cái thù cứ bò không à, bò vô nhà này gõ cửa rồi kêu để mình trốn. Mà lúc đó mấy người Việt Nam chết nhát lắm, không có cho mình vô. Thấy mễ là sợ à, để cho mình bị quýnh rồi cứ để bị quýnh. Thù bò qua nhà này bò nhà kia, họ nhòm cửa sổ họ cũng không dám mở nữa. À, người Việt Nam mình ngẫu lắm. Cái thù bị nó đá quá trời, nó đá để nó giết. Hồi xưa giết người rất là khó mà track ra được. Nó không có giống như bây giờ lấy máu là thử. Hồi xưa lấy dấu tay không à, con hiểu không? À, không có dấu tay là xong á. Mà mấy mễ nó giết người mình dục rác như chơi, ngày nào cũng có người Việt chết dục rác. Thời xưa năm 80 bảy mấy hả? Thì hồi bị đá học máu luôn vậy. Cái lúc đó cái ở trên mẹ thấy con mình xuống cần bị quýnh quá. Cái thật mẫu không thấy cái áo khoác không? Áo lông bào của mẹ đó. Cái mẹ phủ lên. Cái sau này cái mẹ mới kể lại lúc đó con bị cái đó. Nếu mà mẹ không thấy cái áo của mẹ che thân đó là nó quýnh con chết rồi. Chú quỷ nó ghê lắm. Con của trời xuống đây bị nhiều nạn lắm. Cái tâm quỷ á. Mà bây giờ mình mới biết á, mình hiểu về tâm linh nhiều á. Thật sự cũng không phải lỗi của mấy thằng mễ đó. Mà thiên ma đó, nó nhập vô thằng đó để mà nó dùng cái để mà nó hại mình. Tôi đang vui cái kể mấy chuyện này cái kể chuyện cũ không nó buồn, kể chuyện xưa hồi phụ khóc. Có chứ. Hiểu gì? Mình sống hai thế giới, trên và dưới. Ở trên không có gì buồn, trên thiên đình không có gì buồn hết nha con. Trên trển nhìn xuống dưới trần này mới là buồn. Là tại vì mình phải đi tối ngày mình lo gì? Lo cái ăn với cái mặc, với cái chỗ ở, ba thứ làm cho cuộc đời mình lúc nào cũng là lần quần có nhiêu đó. Tham sân si xuống địa ngục cũng nhiêu đó. Ăn mặc ở, đúng không? Cái nhà thì lo đồ ăn, thì lo bề ngoài, ăn mặc là bề ngoài á. Để cho bạn bè xung quanh đứng thì dễ cứ nhiêu đó. Xuống địa ngục là cũng bởi bà đó. Trên trời đâu có bà đó đâu còn lo. Ở trên thiên đình con có phước, con tạ qua nhà con ở rồi, đâu có bà mua bảo hiểm, cũng không có mua insurance nữa. Trên trời đâu có bán bảo hiểm insurance, thấy không? Rồi đâu có lo đoạn là do con có thần thông con biến. Thích ăn gì là con biến ra, rồi đâu có tống tiền. Tối ngày cứ đi chơi hái hoa, rồi đi ca hát nghe tiên đồ ca ba vòng sướng lắm. Cho nên mấy Phật với Bồ Tát có chỉnh thất nghiệp là gì? Giảng pháp đâu ai nghe. Rồi giờ Phật Bồ Tát xuống trần mang thân người nói chẳng ai nghe. Đó, ngài Quan Thế Chí đó. Ngài quá thân là ngài Hư Vân. Là cái tượng ngoài này là ngài Quan Thế Chí. Ngài đi xuống miền Nam của nước Tàu, ngài giảng pháp 3 ngày 3 đêm. Chẳng có mạng nào tới ngồi nghe hết. Mấy đứa là tự spoil mình quá nghe. Làm cho mình thích hồng trần kiếp này kiếp cuối rồi đó nghe con. Thấy đồ ăn ngon quá cứ đòi xuống đây đầu thai hoài đâu được. Ồ. Để hụ về chiếc này luôn đi.
ở trên đâu có strawberry đâu. Trên trời có trái đào long mà bố mẹ dương đào. Bữa nay có bà mẹ đó, Xu Gia với Phật Mẫu, Xu Gia Thượng Đế đang ngồi đó. quay qua bà, kể chuyện làm sao mà mang được công chúa, Hữu Long công chúa, con Long Vương vô bụng kể. Đã có câu chuyện hay lắm, làm sao bà mang được Hữu Long công chúa trong bụng. Cần đưa micro không sư phụ? Thưa mày kể ha, rồi nằm mơ rồi thấy Phật mẹ bụng vậy đó, mày cô ở kể nó. Kêu bác kể Xu Gia với Thiên Đình. Bên đây qua bển cho kể. Tức là làm sao mà mang bầu cô công chúa con của Long Vương. Mời cô à? Mời cô. Vui thiệt, bữa nay tự nhiên có nhân vật Xu Gia của Thiên Đình của ông trời. Bà thu kêu Xu Gia của bà thích vậy. Kể chuyện có bầu trong Ngũ Long công chúa. Bữa nay có con cô lọt bên Hồng Cạnh rồi đó. Dạ thì kể cho thì theo lời yêu cầu của Kiệt đó thì tôi xin kể lại cái mẫu chuyện mà tôi giấc mơ. Tôi nằm mơ đó thì tôi thấy tự nhiên tôi với lại ông xã tôi á bế một cái đứa nhỏ trên tay, bế nằm ngang tay, mà xung quanh không khí thì tối đen như mực, mà ông cầm tay tôi thì tôi biết là ông ở bên cạnh, nhưng mà tôi không thấy mặt ông tối như vậy đó. Tới khi mà hai vợ chồng đứng ở cái khu vực đó thì thấy xung quanh đó là nhà cửa đổ nát, không một bóng người, mà ngó xa thì cũng không thấy, ngó gần cũng không thấy, bởi vì trời tối đen. Rồi một hồi cái tự nhiên sao mới thấy một cái đốm lửa nhỏ xíu ở xa, thiệt là xa, ở tận trên trời ấy. Rồi cái đốm lửa đó nó cứ đi lên cao, càng lên cao chừng nào và càng gần mình thì nó lại càng bự ra. Tới khi đốm lửa nó lên tới đỉnh đầu mình đó thì mình cũng ngửa cổ lên mình nhìn cái đốm lửa đó. Xong rồi tự nhiên cái đốm lửa đó mới hạ xuống trước mặt mình, vừa đụng mặt đất cái nó bùng sáng lên là một cái thuyền rồng. Cái thuyền rồng thì nó là màu đỏ, nó giống như những cái thuyền mà mình đi du lịch ngoài Xuân Hương ở Huế đó. Có những cái cô mở trong đó mà gõ chén đó. Đó. Thì trên cái thuyền rồng đó tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ rất là đẹp, mặc một cái áo giống như là Phật mặc vậy đó, mà tóc đồ đẹp lắm, mà những cái châm cài đồ đẹp lắm, mà tôi không biết vị đó là ai, nhưng mà trong tâm tôi đó thì tôi cứ nghĩ là chắc là Phật Bà Quan Âm. Cho nên là tôi cứ thấy cái vị nữ nào đó mà mặc cái quần áo như kiểu Phật Quan Âm, Quan Thế Bồ Tát đó, thì tôi cũng nghĩ là Quan Thế Bồ Tát. Nhưng mà thực ra đó, bề trên đó, có nhiều vị mặc như vậy lắm. Thánh mẫu Liễu Hạnh cũng mặc như vậy. Thánh mẫu, các vị thánh mẫu đều ăn mặc như tiên vậy, nó nôm na vậy. Thì tôi mới bế cái con bé là
gần cái thuyền rồng đó, hai vợ chồng rủ nhau quỳ xuống rồi mới niệm. Thì mình đâu có biết việc đó là ai, mình niệm rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đây là đứa con của con, nó sinh sau đẻ muộn, nó không được hưởng cái gì ở trần thế hết. Bây giờ con cầu xin ơn Ngài gia hộ cho cháu. Thì cái vị nữ lưu ở trên cái thuyền đó nhìn tôi mỉm cười và gật đầu. Gật đầu xong một lúc á, thì tự nhiên cái thuyền rồng nó thu hẹp lại và nó vút lên trời biến luôn. Thì tôi không biết cái vị đó là ai. Đến khi á, trong cái đường cơ Long Hổ đó có một vị nhân cơ, họ ngồi cơ, thì họ mới phán với tôi rằng chị đó, trong cái cuộc đời của chị có khi nào mà chị đi trên sông nước không? Đều có. Thì cái thời gian 30 tháng 4 đó, thì ông xã tôi á, là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông mới chạy Việt Cộng trên đường số 7 á, ông đi vào về Sài Gòn. Thì về tới Sài Gòn, tức là mình đi chạy tới đâu là Việt Cộng nó cũng đã tới đó rồi. Cái tới khi mà về tới Sài Gòn rồi thì là hai vợ chồng lại rủ nhau đi trên một chiếc xe Vespa. Cái xe Vespa đó là cái xe mà lúc mà ông đi đi hành quân đó, thì tôi lái cái xe đó tôi đi làm. Thì bây giờ lúc đó thì mình đâu có cái xe nào ngoài cái xe đó ở nhà. Thì ông mới lái xe chở tôi mang cái bụng bầu cùng hai đứa con trai, một đứa đứng phía trước, một đứa ngồi giữa tôi với ông này, chạy về hướng Rạch Giá. Hy vọng rằng về dưới đó mình sẽ thuê thuyền, mình đi ra ngoài biển, biết đâu Đệ Thất Thạm Tội nó còn nằm đó. Thì mình mới leo lên cái ghe, ghe nhỏ thôi, cũng cùng một số người, khoảng chục người đi trên cái ghe đó, là đi trên sông nước của cái từ Rạch Giá mà đi ra Phú Quốc là chỉ có một lần duy nhất là tôi đi trên sông nước thôi. Thì cái vị nhân cơ đó nó mới biểu, cái người đó mới biểu rằng nó là cái thời gian chị đi lên trên sông nước đó là cái lúc đó đó là vị Long Mẫu đã chọn chị và gửi gắm cái bào thai. Thì sau đó thì tôi sanh cháu. Thì cái vị nhân cơ đó nói con gái của tôi đó là một trong năm vị công chúa Thủy Tề đó. Thành ra tôi chỉ biết vậy chứ ngoài ra tôi không biết gì hơn. Và từ đó thì tự nhiên tôi cũng có cái thay đổi một chút tư duy, là tôi nghĩ là tuy nó là con nhưng mà nó cũng mang cái chức vụ của các vị gửi gắm. Vậy thôi, ngoài ra tôi không biết gì hết. Nhưng mà giờ sao mẹ cũng làm xui với Thiên Đình lại, con là Thiên Tử, giống con mẹ là mỗi lần cho phụ thắng á, nhập phụ nhập mẫu, mà không phải nhập phụ mẫu của cái cõi ta bà này, nhập phụ nhập mẫu ở dưới nước. Thì năm 75 đi vượt biên á, cho nên sư mẫu sinh năm 1975 có bầu á. Đó là câu chuyện sau này mình mới biết được là ở thế giới này có một cái thế giới nước. Hồi xưa mình không tin cái gì hết, không tin mới bị sặc sùi á, bệnh á. Sau này mấy vị mới dạy có cái gì cũng có hết. Những cái chuyện nhân gian, có một lần cái sư phụ dẫn sư mẫu đi về để mà sum họp gia đình, cái dẫn bà đi về quốc mà dụ mà ăn rùa mà ấy, ấy. Cái dẫn theo một cái ông gọi là, nói là cơ bút ở Việt Nam á, nó khác hơn, thuộc có nhiều kiểu để mà connection với trên và dưới lắm. Cái ông đi theo, tại lúc đó mấy vị hẹn rồi để dưới thủy dưới Long Cung đi lên để mà nói chuyện sư mẫu. Thì ở trên á, ông này ông cầm cây viết trên tờ giấy, thì ông đâu có gì đó, ông vô tư lắm, ông ngồi nhắm mắt. Thủy trên gạch bà chị là thủy con Thánh Mẫu là cái chỗ cái gì ở ngoài này nè, có cái nước mà thổi thổi lên đó,
lên ngồi nói chuyện cũng mấy tiếng à, thì viết ra thì mình đọc chữ cơ bút mà rồi viết thì mấy vị vô cái tay ổng mà viết cái chữ nào em là tên dưới nước em đầu thai à, mấy trăm năm rồi có thể em quên đại khái hiểu không, chứ cũng dám kể nhiều chuyện đề tư mà có cái này là hữu khái em mới thái tử cho nên em mới đầu thai nhất định phải làm vợ thái tử. Dù chỉ nhớ lúc đó nhưng mà mấy vị nói chuyện nhiều lắm, một cọc giấy mà kể bà ngồi bà khóc hụ hụ tại điển mà em tại chị ngồi cái bên rồi bả cái bên là gia đình bả vô ngồi vô cười ha à, viết sướng à, em đầu thai nhiều đời nhiều kiếp theo thái tử làm vợ thái tử rồi này kia mỗi đầu thai nhiều lần này bắt canh phải không, bắt canh đó là sư mẫu mình đó. Mà ở dưới kể thì mình mới biết à, sư mẫu có 4 đồng hồ quán không à, mấy con có 1 dòng thôi, bảo có 4 thuộc có 7 bảo cốt tiên mà cái cưng của Đông Dương nó đụng tới không có nổi đâu. Đây chuyện gia đình tôi không muốn kể nhiều tại chuyện vui lắm, tôi còn giữ lại hết mấy cái tài liệu mình. Ở bên cõi vô hình á, mấy vị như Long Mẫu hay là Ngũ Long Công Chúa, sư phụ nói chuyện qua hết Ngũ Long Công Chúa, trong đó có bà chị 8 tuổi mà thành Phật. Ngày Xá Lợi Phất á, hồi xưa lấy ngọc, tại vì lúc đó đó ngày ông phải vì mình không có thờ ở đây nên không nhớ ta. Là nói là phụ nữ khó thành Phật lắm, cho nên cái bà chị đó bà là người đầu tiên phụ nữ trong dòng tích tắc Phật Thọ Ký là thành Phật, rồi có tiếp qua rồi. Mấy vị rất là hiền hữu, rất là gần gũi sư phụ, ở nhà đẳng á, mấy vị thường tới lui lắm. Rồi ở trên cũng vậy, cha mẹ mấy gì cũng đi lên đi xuống trong nhà, bây giờ nhà sư phụ không có ai, mấy gì không có cho ai vô, tại một người lạ vô á là họ mang cái trượt vô á, ở heo nó không muốn làm vậy đó lại, nhưng mà lâu không có ai sư phụ phải ra xong mới đó hôm bữa. Cái này nói chuyện hơi nhạy cảm quá, nói chuyện mấy gì cũng đang đứng giọng đầy. Bữa nay vỗ tay xuôi da với thượng đế không biết không? Thấy sao khỏe không? À, tự thấy sao? Này, em, con á. Em. Sư phụ hỏi em á. Số con đó. Thấy à, được ok à? Dạ. Thấy khỏe. Mấy là chị. Dạ. Quá trời trưởng mà thấy bữa nay đã trở rồi. Đã rảnh cứ về núi là hết bệnh. Núi này không có gì bằng khi mình thiếu nụ cười thì lên đây sẽ có tràn đầy nụ cười. Dầu cho mình bị thư án hay là bị vong linh hay là à, đây mấy đệ tử này đang ở nursing home vậy đó, lên đây cũng đều có nụ cười chứ. À, ông đệ tử cười đó không cười. Bây giờ là cứ suy nghĩ. Ngày đệ tử ra đi, sư phụ đi về Việt Nam rồi ai đâu đưa, tức là tiễn như kiểu cầu đưa về trời á, đừng lo. Hồng mà bay cái tích tắc là tới. Bữa
tính với cái đó hả? Ồ đó hả, quên rồi. Còn mình cứ lo mình đi, đi theo ổng làm gì? Không biết hả? Thôi để bữa nào coi cái ổng đang ở đâu. Thường cái đó đó là chuyện bất đắc dĩ rồi mới coi. Còn mình cũng không có muốn nhiều chuyện xuống trần á, chủ yếu là độ chúng sanh, làm nhiệm vụ truyền tin, làm cho nước Việt hùng cường giàu mạnh, làm cho đạo Thiên Tâm sáng ngời, làm cho một đám con thiên, con của ông trời, không cần biết mà đạo Phật hay đạo Hồi, đạo Ấn Độ hay đạo Hindu gì cũng đều là con ông trời. Với một cái thời gian còn mang sắc phàm này, càng đông người về chừng nào thì Thiên Tấn Kiệt này được cha mẹ khen nhiều chừng đó. Đó là nhiệm vụ chính. Còn cái nhiệm vụ mà coi bói, coi cốt, coi tứ là mình chỉ vui vui thôi. Những cái người nào đặc biệt, nó dạng giống như mấy người mà nổi tiếng rồi đó không? Giống như kiểu như Võ Hoàng Yên quá nổi tiếng ngày xưa qua, chứ bộ con lại ổng nữa đó. Sư phụ biết ổng, ô ông chỉ là con chồng thôi mà tôi phải lại. Tại vì lúc đó mấy thầy Phật tử, mấy thầy trong chùa lại thì mình không bắt chước lại theo. Cho nên con đừng có tưởng, con đừng có bắt chước ai nha. Những cái cốt của họ nhỏ xíu à, tự nhiên thiên tử mà đi lại chồng. Thấy kỳ không? Sau này mấy vị nói, ồ thằng này nó sẽ chết yểu, tự nhiên nó phạm thượng. Cái đầu gối cho phụ mấy vị la hồi xưa, thầy nào ở trong cái trường phụ cũng lại hết. Tại khi mình đã là Phật tử thuần hành rồi, phụ có Bồ Tát giới. Thấy áo vàng là cứ lại. Cũng may á, bữa nay đóng áo vàng thù không lại đứa nào. Hồi xưa là áo vàng là thù lại hết. Áo nâu cũng lại nữa. Sau này mình mới hỏi ông này chỉ gieo duyên có 3 tháng mặc áo vàng. Mà mình gặp ông mình lại hoài vậy đó, mà ông cũng để cho mình lại. Ngộ vậy đó, mấy người mặc áo vàng người ta hãnh diện khi người khác lại. Đa số trên cái đầu gối, sau này cái trên gõ đầu. Không có được lại nhiều mà chỉ có lại cha mẹ, lại Phật thôi. Để cho hồi lại là vô tình làm cho tổn thức. Rồi cái mấy vị mới nói á, họ tu á, cả triệu kiếp cốt cũng không có bằng sư phụ. Nên nói vậy đó, chứ không phải là tu một kiếp đâu, cả ngàn kiếp cũng không bằng. Thì từ đó sư phụ bớt lại, bây giờ cũng còn lại á. Lại mấy năm loại lì lợm chứng đầu ở chú cũng còn lại. Thằng nào mà chửi chú phụ nhiều, chú phụ để cái tên đó, chú phụ có cái danh sách mấy thằng dư luận viên, mấy thằng hung dữ thời nay nè, với mấy thằng mà phá hoại cộng đồng nè, Đỗ Văn Chọn, Nguyễn Công Khế, rồi Tư Lập, một đống mấy thằng hung dữ dưới núi mình nè. Chú phụ để tên chú phụ lại hết, giờ lại Ngô Kỷ, lại Phan Kỳ Nhơn, lại hết. Lại cho nó cải tâm lại thành người hiền cho lẹ. Ở bển nó để hình của Hoàng Duy Hùng thu lại luôn. Ngày qua có em Hoàng Duy Hùng ngon. Thì họ vô minh có thằng em hổn á, lúc mà mới mua núi năm 2014 đứng này á, nó làm sùm nó còn quýnh thụ trên núi nữa. Từ lúc đó nó còn mạnh lắm, mạnh còn hơn đái nữa, mà mỗi lần mà nó la nó chửi nó quýnh sư phụ á, thằng em ruột là sư phụ phải khấn giùm cho nó, mà khấn lần nào cũng như lần ấy. Lúc nó vui thì nó kêu ồ thiên tử khỏe không, mà lúc nó không vui kêu mày tao. Cái nghe nó biết nó tin, nhưng mà lúc mà nó giận lên là nó không có khe thiên tử thiệt. Trong nhà mình thủ không cũng biết, mấy con bữa nào hỏi đi, bữa nào vui vui thì chào thái tử, còn bữa nào chỉ buồn là mày tao là như thường á. Cái tâm con người nó vậy đó. Cái bữa nó bún sư phụ là lần này hết sinh nó nổi, ở trên nó cho nó cái bệnh gao luôn. Tới ngày hôm nay mày không ăn steak được mà chỉ ăn chay thôi, để cho mày hiền bớt. Tại nó ăn đồ mặn vô nó bị đau nhất.
Trời ơi, tôi hổn nha anh, bây giờ tôi bị bệnh gao, tôi đi đứng được, nằm trên giường 3 tháng. Mấy vị phạt vậy đó, mà phạt nhẹ nhàng lắm, cho cái gao thôi à. Chị không được. Rồi cái sao rồi, thấy tội nghiệp quá, Khánh bữa giờ là ok lại. Trong nhà mấy đứa lì lắm con ơi, không phải dễ dạy như mấy con đâu. Cái con người mà không có cái lòng tin, không có cái lực tu tập, con người mình dễ xa đội đọ địa ngục lắm á. Tại vì con nên nhớ đó, Phật tiên Bồ Tát bây giờ hạ phàm giả dạng người phàm rất là nhiều. Sư phụ không có giả dạng nữa, sư phụ là thiệt. Không, nhưng mà ở ngoài nước Việt hay cả nước Mỹ nữa, cả cái thằng homeless con đừng coi thường. Nhiều lúc cha giả dạng nó không chừng nữa đó, thử lòng mấy đứa con á. Ừ, cho nên khi mình đã hiểu rồi á, Phật thánh tiên là do cái thần hồn, cái thần thức, chứ không phải là do nhìn cái bề ngoài, đừng có chấp cái tướng. Thử nhiều khi Phật thử cái lòng từ bi mình á, trời mấy vị thử hoài à, tự nhiên một cái buổi lớn, tự nhiên có một người lạ vô Mỹ nó quay hoài, con thấy không, rồi tự nhiên người đó biến mất. Mấy vị cứ giả vô người phàm mình hoài á, để thử lòng mình á, coi cái mình có thật sự là hiền hay không này nọ. Cho nên chắc ăn là mấy con á, đừng có bao giờ coi thường đứng nít nhỏ xíu. Dĩ nhiên người lớn là mình phải tôn trọng rồi đó. Cả đứa 5 tuổi như lúc nó cũng có cái hay để mình học á. Bún đi. Ok, xin tôi uống. Nãy giờ đi hai trình mệt rồi, giờ ăn uống đi. Ngày hôm qua nói nhiều quá rồi, giờ nói nữa làm chi. Mấy đệ tử về coi clip cũ được rồi, ăn qua được rồi. Chứ mình thảy lên nhiều quá cũng được. Giờ ăn uống vui thôi, còn cứ quay. Rồi. Hỏi gì? Như mấy người mà nó đi vượt biên á, cái bộ người ta chết á, cái hồn ta thành ma da luôn á sư phụ. Thật sự nó không có ma da, đó là do mình không hiểu. Tới ngày hôm nay sư phụ mới biết, đó là những do những ông rồng mà gọi là tà long. Rồng có hai loại rồng ở dưới biển nha, gọi là tà long. Họ mấy con rồng á, nó kéo chân mình xuống, nó ấy mình, nó biến hóa được chứ không có ma. Ma cũng là ma thôi, không phải là ma da ma nước gì chứ, nhưng mà cái chết dưới nước, sợ dưới nước. Nhưng mà dưới nước có mấy ông rồng, mấy ông chiều chiều nhất là xong bữa ở núi mình nè, có một thằng đó là ác phụ coi cốt, thì nó là tà long. Mà ở sông Đồng Nai á, ban đêm á, mấy con tà long nó có thần thông nha, nó quá ra thanh niên. Rồi nó bắt mấy cái người gái mà giặt đồ dưới cầu đồ buổi chiều rồi đó, rồi nó rút chân rồi này, nó là do mấy tà long. Rồng có hai loại nha, loại tốt loại xấu. Mời mọi người, mời đi, mời mọi người ăn đi, mời mọi người quăng đi. Trời, mấy đứa tử nó lo mình kiểu này sao về trời được ta. Thương tụi nó ghét ở dưới này thêm kiếp nữa chắc cũng mệt đó. Con đừng lo cho phụ quá, phụ thương mấy con rồi không chịu đi về. Ăn em. Thank you.
chị đóng vé máy bay, chị đóng thời giờ là. Dạ. Chưa chịu tu đó mà thầy Pháp Hòa đi qua Pháp Hòa nào á là con thấy trời ơi Phật tử kêu là đứng ghế lai dài 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 này rất là đông luôn. Ở bên Hilton tới sạch mọi người đều thấy, con thấy mình ở chứ ở thiên tâm của mình á, sư phụ là người chân chính mà tại sao lại không theo sư phụ mà lại nghe thầy Pháp Hòa, là mọi người đều sớm với nhau đi đến đó rủ nhau để đi đến để nghe thầy Pháp Hòa giảng pháp. Con rất kính nể sư phụ, mọi người rất là chân thật, nhà hiền lành, vui vẻ hòa đồng, ăn không có phân biệt. Mời sư phụ ăn là ăn cùng chung ăn hết. Khi mà ra pháp hội á, nói thiệt thật sự á, con cũng từng đến pháp hội nè, chờ sư thầy sư cô ăn trước rồi Phật tử mới được ăn. Con đói thiệt là đói luôn, chưa ai dám ăn hết trơn, chờ khi mà sư thầy ăn rồi mình mới được ăn. Mà cái nói ủa sao mà ngộ vậy, hình như là em không có biết là đói thì ăn đi, cái nói hình như không biết là không có tội, nó không được, để sư thầy ăn trước đi, mình ăn trước mình có tội. Cái nói trời ơi đi tu mà cũng khó vậy đó hả. Sư phụ là con thấy sư phụ rất là hiền mà ăn uống hòa đồng, mọi người đều ăn chung với sư phụ, sư phụ không có nệ hà là hãy sư phụ ăn với sư phụ để sư phụ vui, rồi mọi người cùng vui với sư phụ. Rất là vui luôn, con rất là vui luôn. Chuyện nó không có gì khó. Dạ. Tức là gian thiệt thì phải là thiệt. Con gian giả họ cần phải nhuộm cái màu cho nó mà lên vẻ. Chứ bộ là thiệt là thiệt. Chứ bộ là cuốn kinh sống của nhân loại lưu truyền 3000 năm lập đạo. Còn họ là ma quỷ, họ chỉ đọc kinh của Phật, mượn danh nghĩa của Phật lấy đạo mạo đời, tội chung chung. Cái tội mà làm cho hư một cái dân tộc cả trăm triệu người đó là đại tội. Chỉ chạy theo, bởi vì xưa Phật Thích Ca cũng buồn thời mạt pháp, ma quỷ mặc áo vàng cạo tóc để phá đạo của Phật, để kéo con cháu của Thượng Đế đi xuống gầm cầu chung với họ. Họ có ban bệ, họ có marketing, họ có một cái hệ thống gọi là chùa quốc danh và sư quốc danh để mà lăn xê lẫn nhau. Còn mấy đứa con họ thiên mà giống như kiểu con nói mà chạy hàng đống đống sắp hình đó là gì? Họ chỉ có bi, không có trí mà cũng chẳng có dũng. Thì trong đó là năm loại mà Phụ thường nói là khó độ được. Mà cái đó là Phụ thương nhất, là vì họ có căn bản đó hơn người thường nhiều rồi. Người thường rất là hung dữ, họ đâu có biết cách tu, nhưng mà tu không đúng, ngồi ghế mà ngồi có một chân làm sao mà ngồi. Muốn đi về trời, muốn đi cõi A-di-đà mà cha mẹ mình là Thượng Đế mà bác bỏ xuyên tạc thì làm gì Thượng Đế. Thượng Đế là cha của Phật Thích Ca, cha của Phật Di Lạc, cha của Phật Diệt Sư, cha của tất cả các vị Phật, mẹ là mẹ tất cả các vị Phật. Mà họ không muốn nhìn cha mẹ, cũng giống như con, có mấy đứa con nó ăn chơi ngoài đường, nó hư đốt mà nó không có chịu nhìn mẹ, nó không thì con có cứu nó được không? Nó không giơ tay làm sao mà người ta kéo lên được? Thì thời nay ma quỷ nó xuống nó như vậy đó, nó có hệ thống chứ hồ không có hệ thống. Hồ dây viên giống như mọi người thấy một cách tự nhiên. Phụ nói những lời thật, việc thật. Chứ phụ không có đọc cần, phụ không có phước để mặc áo vàng như những người đó. Nhưng ở bên trong chú phụ đã bỏ được tham sân si. Những ông thầy không có bỏ được tham sân si. Họ tham đủ thứ, thích đủ thứ và nói đủ thứ luôn. Còn chú nói lời thật, việc thật. Chú nhìn hào quang của họ chú biết, dù coi cốt của những người đó thì biết họ từ ở đâu đến hết, từ những cõi Atula đến để phá đạo thời mạt pháp. Thì từ Võ Hoàng Yến, thầy Thích Nhật Từ, rồi bây giờ lâu lâu cộng sản nó đưa lên một người vậy đó, mục đích của nó là để mà lấy tiền của hải ngoại gửi về ban tiên giáo bệnh. Họ rất là ghét sư phụ. Ở đây 100 cái chùa toàn là của Việt Cộng hết. Họ
đã nhồi sọ hết những Phật tử, nói thiên đạo, thiên tâm, thiên tứ kiệt, thiên đường là không có, là tà. Họ nói thiên tâm là tà, nhưng mà thật sự họ chính là tà. Những người nào nói kiệt là tà thì họ mới chính là tà. Nói cha mẹ là thấp hơn Phật vì là họ hiểu chưa tới. Thượng đế là đấng tối cao, cho mình tất cả, cho mình cái thần hồn, cho mình cái chân linh là mẹ cha trời mẹ đất. Rồi hôm nay mình học cái công thức của Phật, học cái triết lý của Phật để mình có từ bi thống nhất thế giới này, để cho cái thế giới này hòa bình. Còn nếu mà những gì thầy lỗi lạc ở trên mạng hay là lâu nay từ năm 75 tới giờ, tại sao chỉ có mấy chục triệu dân ở Việt Nam, mấy chục triệu Phật tử mà dạy không xong, để cho cái đất nước bây giờ là nhân lợi nghĩa chí tính không còn nữa, con giết cha, cha giết con, loạn luân đủ thứ, họ làm gì? Thầy bây giờ chỉ là tiền thôi. Thầy Hồ nói vậy luôn á. Thầy Hồ lập chùa cho Hồ biết mà. Còn cuộc đời của Kiệt á, họ nào có nhiều Phật tử nói, ồ anh không có giảng kinh Phật đồ này nọ, con nên nhớ là làm thầy giảng kinh. Thầy Hồ đâu phải là thầy, Thầy Hồ có nói rồi, Thầy Hồ là người truyền tin của cha. Thầy Hồ nói Pháp, chứ không giảng Pháp. Mà giảng Pháp thì giảng tới giảng lui nó có nhiều thôi à. Còn cái chuyện trước mắt mình đang tận thế họ không có biết, họ không tin cha, thì con nghe là gì? Toàn lậu ơi với dầu không, đúng không? Chẳng có hiểu biết ngày mai một trái bom nguyên tử hay là cái sự đói khát, hay là một cái sự nhiệm màu. Đức Thầy là một vị Phật Đại Ca Diếp mà họ còn xuyên tạc nữa, hút cái thằng đệ tử này. Vô minh là ở chỗ đó, Phật tử vô minh là ở chỗ đó. Rồi mấy người cha mẹ tối ngày cứ xin tiền con cái đi làm để mà cung phụng cho mấy ổng. Rồi trong gia đình cũng sẽ bị sức mẻ. Mấy ổng to là ngậm bùa ngậm ngải để mà dụ Phật tử lôi kéo số đông. Ở mỗi thành phố có nhiều chùa quốc danh thì họ là một cái tập đoàn lớn. Họ liên kết với nhau để lăng xê với nhau. Cho nên họ đều có nơi có chỗ và họ đều có những cái nhóm Phật tử của khu vực đó để mà lăng xê một ông này đi từ chỗ này chỗ kia. Chứ Hồ không có, chứ Hồ chỉ là bình thường, chỗ nào chứ Hồ thích đi chỗ nào thì đi, nhưng mà Hồ không muốn đi đâu, chỉ ở ngay đây thôi, Thiên Long Sơn thôi. Ai về đây có duyên thì gặp. Chứ Hồ không có cần phải đi kéo lừa số lượng đông. Hồ cần chất lượng chứ không cần số lượng. Thì cái vàng thiệt với vàng giả nó khác nhau như vậy đó. Vàng thiệt là giao duyên tự nhiên, còn vàng giả là cần cái bề ngoài, cần lăng xê, cần có mấy chục ngàn ban tiên giáo dư lượng duyên marketing để mà nó đưa những cái hình ảnh lên này nọ, rồi lâu lâu chụp mấy cái hình thấy làm từ thiện đồ này nọ, nghĩa là mượn đạo mạo đời. Thời nay là như vậy, không có so sánh được. Mỗi đệ tử họ thiên nó phải có chánh kiến, có cái đuốc mà đi á. Nhiều lúc á, Thầy Hồ biết bữa đó có khóa tu Kiết Hà, rồi rất là những vị hòa thượng lớn trên lỗi lạc trên thế giới về chùa Phim Anh. Rồi cái Thầy Hồ bận rộn để họp hành cho lẹ, để cho trưa mình chạy qua để mình chào đón. Mỗi lần chào đón là mỗi vị cái bờ thơ đúng không? Thì mấy hôm qua là Thầy Hồ phải bao với máy bay rồi tiền này nọ. Thì Thầy Hồ quên ăn sáng. Bữa ăn sáng mà con nhớ là 12 giờ trưa lại phụ đói lả luôn rồi. Mà qua mà gặp mấy ông đọc kinh, rồi ăn xong rồi mình ngồi mình gục gục mình chờ. Cái mấy bà Phật tử hỏi sao không ăn, để mấy thầy ăn. Ăn xong rồi có nhiều ông gọi là thượng tọa nhỏ thôi. Mà còn nói với mình, ăn của thầy đi con, có phước. Ủa đói phụ bụp láng luôn. Không có nể, tức là ăn dư rồi đưa cho sư phụ ăn đấy. Nhờ ăn đồ ăn dư của mấy thượng tọa cho nên hôm nay phụ có phước. Con đọc thầy tử rồi. Cái phụ làm chú chùa là toàn là ăn đồ ăn thừa không? Của mấy thầy á, mấy con hỏi đi. Hỏi bảy đi, bảy ngon chùa hỏi biết.
Còn A chú Hộ là một chủ chùa, dầu sao cũng có cái uy tín. Chú Hộ đâu có vô bếp ăn dụng được, đói thì phải chờ, mới không ăn xong là tới 1 giờ luôn á, chưa xong nữa. Cho nên mình ăn đồ ăn dư của mấy thầy có phước không? Gán ăn đồ ăn dư của mấy ông. Cho nên đồ ăn của chú Hộ là mỗi lần ăn đứa nào ăn dư là chú lấy đồ ăn của chú Hộ là chú không có thích. Tại chú đã từng biết cái đó rồi. Rồi nãy no rồi cũng gán ăn cho hết. Nó không có đến nỗi mà mê tín cực kỳ như vậy. Mình nó có màu nhiệm có cha mẹ có, cái gì nó ra cái đó. Chứ ăn đoàn của mấy ổng mà làm gì có phước, cả bản thân của mấy ổng còn chưa có tạo phước thì làm sao có phước dư vô trong đoàn. Con có nghĩ không? Mình ăn giùm ổng là mình cho mấy ổng đừng ăn đoàn thừa là bị tội gì có. Mà mấy thầy kén ăn lắm á. Món này món kia đã nó ăn chay thì cứ cái gì cứ vùi vô họng đi không. Đứa nào có mấy mùa thơm cũng giống như phải đặt tên nghe. Bữa nay bánh hỏi Hawaii. Rồi có những món lạ lắm. Ở trong chùa nhiều món phụ nghe cái là phụ giật mình luôn á. Ốc khỉ là gì á là đậu hũ không à, nhưng mà đại cái đặt cái tên đó, nó ngầu vậy đó. Thào lao. Nói đụng chạm. Tóm lại câu ở đây tự hỏi đọc kinh Thiên Cầm có dứt cái nghiệp không? Sẽ dứt nhưng mà phải đọc nhiều lần, đọc đến ngày mình đọc không nổi thôi. Bữa nào còn cầm cuốn kinh đó, là mấy con có đại phước rồi. Còn bữa nào ở tay rung rung mà mấy con cầm lên mà chữ nó sèn cũng như là sèn lúa là xong. Lắc lắc đọc không ra chữ. Bữa nào mà ngồi mà cái xương sống nó đau lưng là mấy con cũng xong. Là coi như mà thi có thể là rớt điểm ấy. Mày để nó quay phim mất công. Đã nói không có vô màn hình. Thì Phật chỉ lạc hạ phàm đề cha từ bi cho chúng ta một con đường rất là sáng sủa thênh thang. Mới ra cuốn kinh rất là màu nhiệm, 1 tiếng rưỡi mà đạt tất cả. Ở trong đó mình sám hối mỗi ngày, cũng biết sám hối là cực kỳ quan trọng đúng không? Rồi có lăng nghiêm để chúng ta không có bị bùa bị ngải. Rồi chúng ta biết là thời tận thế là kinh Địa Mẫu mấy trăm câu đầu. Mỗi không có một đứa con nào mà có lưu lạc với Hồng Trần mà lần đầu tiên mà cảm cuốn Thiên Tâm mà đọc kinh Địa Mẫu mà không khóc. Là lúc đó là mình đã khai tâm dữ lắm rồi đó. Mình mới cảm xúc. Còn nếu một đứa nào mà vô minh chạy theo mấy thầy mà đọc tới kinh Địa Mẫu rồi nói cái này không phải là kinh Phật thì đứa đó là đã tự mình làm mình mất cái duyên, phải đi mấy vòng ngay ngày đầu. Còn khi một đứa nào mà có cảm xúc đầu tiên mà đọc mà thấy kinh của mẹ đó mà có cảm xúc, cảm xúc nghĩa là gì? Là màu nhiệm đó. Mình mất cảm xúc. Còn đứa đầu tiên mà đọc kinh Địa Mẫu mà nghe mấy ông thầy như ông thầy Thích Trúc Thế Minh, thầy Nhật Từ, mấy ông nói kinh Địa Mẫu là của người đời giết tào lao. Sư phụ là thiên tử, sư phụ hỏi mẹ, năm mẹ với mẹ xuống cơ rõ ràng ở cách đây 1000 mấy năm ở thỉnh Thiểm Tây, miếu cổ mà. Nhưng mà ngày xưa mẹ nói kinh Địa Mẫu của người bên Tàu dịch cho tiếng Việt tới thời hiện nay á, là chỉ lời của mẹ thật ở trong đó, chỉ có 30% đó. Hồi xưa mẹ nói như vậy. Thì từ đó sư phụ mới lấy cuốn kinh Địa Mẫu mà của người Việt xài xưa, sư phụ mới sèn ra. Rồi sư phụ mỗi lần mà sư phụ làm cuốn kinh đó, mấy chục lần, sư phụ đến bàn thờ, cái mẹ mày ngó một cái là mẹ đọc hết. Trang đó, câu đó, chật đúng sai. Sư phụ làm tới làm lui rất là nhiều lần. Rồi cuối cùng mới nói ok. Chứ không phải không á, mình ra được cuốn kinh đó con. Làm cũng cực lắm á.
giữa sư phụ với mẹ với mấy chư Phật. Mấy vị đọc lẹ hơn mình, mấy vị ngó một cái là đọc hết, trang nào số mấy lập ra, giống như 513 câu đầu tiên sư phụ có 800 mấy câu á. Rồi sau đó mẹ mới ngó một cái, mẹ trả lời liền, mẹ nói này con viết nhiều quá, người ta đừng có này nọ đại khái, mà mẹ kêu bỏ cái nào ra giữ cái nào. Quá mình sư phụ làm được cũng kinh đó đâu. Cả cái lá cờ hôm nay dấu hiệu thiên tâm cũng vậy. Hỏi cái bà xuôi gia thiên đình đâu rồi, bà đâu rồi? Bà nghe đâu bà biết, ở đây bà biết. Trời ơi, làm tới làm lui. Lúc xưa sư phụ còn có bỏ vô cờ của Phật giáo nữa. Ở trong cái cờ của thiên tâm mình đó. Xào tới xào lui đủ kiểu đủ hình dạng hết. Rồi sau này trên mới về nói. Mẹ là đứng trên bông sen, đứng trên trái đất. Cha trời mẹ đất, mẹ là tạo ra trái đất. Thì bây giờ lấy cái dấu hiệu, dấu là cha, dấu thiên tâm mình là cha, cái hình của con trên áo nè. Bông sen là cái công thức của Phật, mà mình học Phật để cho có cái từ bi, để cho thế giới không còn thánh chiến. Công giáo, Hồi giáo thì sau này học Phật láng hết. Học Phật là một cái triết lý mà. Triết lý hay, nó cũng giống như một cái công thức, một cái IP gì đó. Thì IP này good thì chế ra được Tesla chạy không tốn xăng là good, thì ai cũng sẽ làm theo. Chứ nó, đạo Phật đâu phải là đạo đâu. Thì công giáo cũng vậy, sẽ học cái triết lý của Phật. Thì là cái bông sen ngay giữa. Còn cái chát là tất cả là do mẫu. Mẫu là mẹ cai quản trái đất. Ở trên trái đất mình có 6 mẫu. Mẫu Thái Bình Dương, mẫu Đại Tây Dương, mẫu Ấn Độ Dương, mẫu Bắc Băng Dương, Úc nữa không? Mẫu cho Úc. Nghe là 6 mẫu, nhưng mà mình thờ hiện giờ là gọi là ngũ hành, mẹ ngũ hành. Sau này biến thiên biến địa, nó sẽ có một cái lục địa nổi lên nữa. Là lục địa đó, lục địa Thái Bình Dương, gọi là mẫu Thái Bình Dương đó. Để phụ có nói chuyện cái gì đó. Còn cái mẫu mà bà nữ thần tự do là coi về Bắc Mỹ á, với Nam Mỹ, Canada, Brazil đó, là mẫu của Mỹ. Mẫu Mỹ là có quyền hành hết tất cả lục địa của Mỹ. Nhưng mà trên 6 mẫu đó đều ở dưới lệnh của mẹ hết. Mẹ là tối thượng, cai quản 6 mẫu đó. Mỗi mẫu đó cai quản một cái lục địa như vậy. Mỗi lục địa nó có mỗi một cái quốc gia nhỏ nhỏ là có ông mẫu. Cũng giống như chị của sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh là cai quản nguyên cái quốc gia Việt Nam. Là cũng là mẫu bên vô hình đó nha. Còn bên mặt trời là Nguyễn Phú Trọng đúng không? Nên qua đi cầu này toàn là mẫu hệ. Mẫu hệ hết. Người bên Tây Tạng á, họ cũng biết mẫu mẫu. Thì họ mới có 20 Thara. Thì sau này họ mới biết là mẹ là Rintara, là lớn nhất của người Tây Tạng. Và nó cũng là một biểu tượng, một cái hình thức để mà mỗi quốc gia có cái sự phân biệt khác nhau và cái danh xưng khác nhau. Rồi chị ví dụ cũng là mẫu trong Thara, mặc màu đỏ. Con theo ai tu theo Tây Tạng chứ hiểu, họ cũng là mẫu không à, 20 Thara, Green Thara, Red, Yellow, White, 21 à, khoảng đó. Thì cũng là mấy mẫu của mình á, cũng một người thôi. Đã có mấy lần ngồi thiền á, thì mấy vị về mới biết. Này của bên đây tử nào của cô với của má con, của cô với của má con, của con dạ thưa sư phụ, con xin cũng gắng gìn sức khỏe để cầm cờ vàng ba sọc đỏ về cắm dinh dinh độc lập cho nó oai phong, phải không?
đời người chỉ mong ước coi nhiêu đó sắp sửa tới ngày đó rồi nè. Thù bảo đảm cờ vàng ba sọc đỏ sẽ cầm trở lại Dinh Độc Lập. Để nói cho ở nhà vui phải không? Dạ. Thù nói là không bao giờ nói sai, con cứ tin đi. Cảm ơn sư phụ, con hay bỏ mấy clip lên á, con nói là cái bài thơ mà cờ vàng cờ đỏ ai nữa bỏ vàng á. Con tin hơn rất là sai. Cái đó của Phật nói. mà mấy vị mới gần đây cũng nói nữa. Dạ. Mới hồi 2 tuần trước mấy vị nói cái ông già mới vừa đi đây nè, ông rầu bạc, ông đâu ta? Dạ bác nghe. Ở nghe cùng khóa với ba con. Ôi vậy à, ông già vậy á mà hồi bữa họ mấy vị Hùng Thiên Không Núi, tức là thì bụng có nói tên đây, ta hy vọng gặp các người khi mà cờ vàng ba sọc đỏ treo khắp cả nước trong một thời gian rất gần. Cái chữ thường thường mấy vị là sắp đến rất gần, giống như Đức Thầy thì nói sư phụ ta sẽ gặp con trên đất mẹ rất là gần. Nhưng mà bữa giờ sư phụ nói cái clip là năm nào ta, năm ngoái hả? Không có phải năm ngoái, cũng 9 tháng phải không? À, đối với mấy vị rất gần với mình là 9 tháng rồi đúng không? Mà bữa là lúc mà ngài nói ra câu đó sư phụ mừng quá, cô tưởng đâu là chừng vài tuần phải không? Cái gì đó bữa giờ 9 tháng. Tại vì thần tiên mà thời gian của thần tiên nó rất là lẹ, của mình thì mình thấy chậm vậy. Dạ sư phụ, khi sáng tụi con cũng cơ duyên là lên địa mẫu rồi làm lễ đọc kinh trên đó rồi lại 36 lại xong thì cô bạn mới giới thiệu bác Nghè đó, thì con coi con biết bác Nghè đó, xong ai ngờ tình cờ là bạn ba con luôn, biết bạn luôn hả? Con luôn. Dạ ổng là rồi có một cái bác kia nữa. Dạ. Nghĩa là ở trên nó kêu hồ phải đi khắp nước Mỹ, phải lựa những người giống như kiểu ba con, rồi những người lớn mà có chức vụ, có số quân. Yeah. Để khi mà cái ngày mà khi mình cần á, những cái ông này mới là đủ tư cách để mà recognize với Liên Hiệp Quốc, với Mỹ. Yeah. Trong đó có sư phụ nữa, có Đức Thầy nữa, có mấy người đó. Yeah. Rồi bữa giờ sư phụ đi Nam Cali cũng gặp mớ, nhưng mình điểm danh trước ai vậy đó. Yeah. Mình còn một số người. Yeah. Chứ còn mấy thằng cha mà lính HO thời sau này không có đủ. Yeah. Giống như những người chức vụ cao rồi Mỹ nó biết rồi. Yeah. Mình đang cần mấy người đó. Hồi xưa hy vọng là ông lên mình đảo, mà tự nhiên cái ổng đang chần chần ổng đi à. Nhưng mà sau này thù tìm ra còn nhiều ông cũng còn chích bự lắm. Yeah. Phải cần. Yeah. À, để mà nếu mà cái lịch sử sau này đến năm 2050 đi, người ta sẽ, thế giới sẽ nhìn lại nước Việt chỉ mất một khoảng cách từ năm 75 tới khoảng năm 23. Yeah. Cũng là cái lá cờ đó, cờ vàng ba sọc đỏ đó, nó chỉ bị đứt đoạn một khoảng đó. Yeah. Rồi bây giờ nó trở lại. Yeah. Thì nó có cái lịch sử, thì từ đó nó, cái dân tộc của mình á, mượn tiền hay là kinh tế đồ á, người ta giúp đỡ nó lẹ hơn. Yeah. Chứ còn bây giờ cái cờ đỏ sao vàng là coi như là sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Yeah. Phật nói câu đó là nó sẽ rụng đầu nay mai. Rồi Phật cũng nói câu là búa liềm sẽ bước sang trang mà. Yeah. Thì con nghĩ thử hiện bây giờ là họ xài búa liềm bển phải không? Họ xài cờ vàng ba sọc đỏ đúng không? Thì con nghĩ là cái đó nó tồn tại không? Lời của thánh nhân nói bách phát bách trúng. À. Con mừng là tại vì hồi xưa lúc chưa nghe cái bài sóng cơ sư phụ nói á, lúc con chưa nghe clip đầu tiên sư phụ là con đã nghĩ một ngày phải có cờ vàng, như trên nhà phải có cờ vàng. Đó. Sư phụ kêu ta giờ cứ chôn đầy đi. Dạ. Bởi giờ bắt trước chôn đừng. Nhỏ được rồi, để cho ta nói chuyện. Mấy con cái chuyện nói chuyện thoải mái vừa nhận vừa đủ nghe thôi. Ra trong mình Thiên Ngọc Liên nghe thôi. Tại cô Tiên này sắp đi rồi. Còn cá được ngày nào hay ngày đó. Không coi rồi. Quê hương là chừng thế ngọt, cho con theo hai mùi miền. Quê hương là đường đi học, con về hương bướm vàng bay. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đẹp của nước quê.
quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành người. Low echo. Đại tử Thiên Ngọc Liên đang nhớ quê hương, không biết nhớ quê hương à, ở Việt Nam hay nhớ quê hương trên trời đây. Ai cũng dễ thương. Quê hương là trầm khế ngọt cho con trèo hai mùi ngày. Quê hương là đường đi học con về dược bướm vắng bay. Quê hương là con diều biển tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ em đèn của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ vì nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành. Rồi tặng cho thử cao đồ mã gì đây để đi cho nó vui. Ở lúc đi nhớ cho Hữu ca hả, để nó ấn tượng. Nó nhảy ra nổi lòng người đi nữa không hẳn luôn á, nổi lòng người không tự động nó nhảy đó. Đi về Việt Nam nói gì lúc sợ chết. Mình con không chờ cũng sợ chết. Gần sư phụ, gần cha gần mẹ kiếm này mà sợ gì. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khối tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nó biết ra sao bây giờ? Ai đứng trong ai ven hồ, của nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội, năm em 16 xuân tròn đắm say. Đôi tay ngọc ngà, hương giang tình ái em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, nghe tôi man cây đàn. Quen sống ca vui bên nàng, nay không thơ duyên lìa tan. Giờ đây
phấn rơi Sài Gòn, bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui. Như riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với cây cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Ồ, nghe chăm cao đồ hái bạn này rồi. Nói lầm người đi. Tôi xa Hà Nội, năm em 16, xuân tròn đắm say. Đôi tay ngọc ngà, dương gian từng nói, em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, nghe tôi man cây đàn, quen sống tơ vui bên ngàn, nay không tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàn mấy câu. Thằng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tin cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Rồi tặng cái cao đồ, giờ thấy cao đồ tặng lại cho huynh đệ cũng ngồi. Bà gì? Không cãi đại đi. Bắt nghe không à? Bây giờ bữa nay phải cam.